alo 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 mười hai năm sáu bảy tám chín alo xin chào thầy chào đỗ tấn đức hoàng mỹ xoai hồng trúc hoàng mỹ hồng trúc uh, em mal mai nguyễn minh nhật rồi thầy chào tất cả các bạn lý quốc nhân ngọc nguyễn nguyễn vinh trần hoàng ngân lê nguyễn nhật minh mất ơi bạn minh chia sẻ livestream giúp thầy nhá uh, đoàn phạm uh, long nhật lý quốc nhân nguyễn thu hà võ quang vinh nguyễn quỳnh ngọc nguyễn võ quang vinh nga lê nguyễn thị thúy huỳnh trung nghĩa mấy đứa ăn cơm chưa các bạn uh, hôm nay đi học thế nào tình hình thế nào mấy đứa đã ăn cơm nước gì chưa Đây, chào Mạc linh mộng tuyền thu trầm uh, nghi nghi huệ đỗ tấn đức uh, hồng trúc rồi lương thị cẩm nhu thiện đỗ đào hoàng thọ đàm chuẩn minh trung luân nguyễn Uh, thế giới này thật là điên rồ <laughs> Nguyễn Quốc Toàn rồi các bạn chia sẻ livestream giúp thầy nhá ngày hôm nay thầy sẽ uh, trong cái chuỗi uh, chữa đề thi thử uh, các cái trường uh, sở tỉnh năm 2022 dành cho các học sinh 2K4 thì ngày hôm nay thầy sẽ chữa cho các bạn cái đề lên trường Nghệ An uh, hình như là có hai đề phải nhưng mà thầy mới guốt được cái đề này thôi ngày hôm nay thầy sẽ lên chữa luôn với mấy đứa nhá thầy chào Hoàng Hồng Lâm uh, Nguyễn Thịnh Tồn cảm ơn em Đỗ Tấn Đức em vừa mới ăn cơm Thanh Huy, Lương Đào, Châu Minh, Hoàng Anh, Trần Anh Kha, Nguyễn Ngọc Lâm, Tr Trần Lâm Nhi, Xuân Dương, Lê Phúc Hưng, Nguyễn Hoàng Anh Quả Nho, Văn Văn Chiến, Thanh Huyền. Rồi các em chia sẻ livestream giúp thầy cho đông đông bạn vào xem thầy cho chúng ta chiến đấu hết mình nhá. Ngày hôm nay đông bạn xem thì chúng ta sẽ chiến hết cái đề này. Ok không ạ? Nguyễn Ngọc Lâm, Lê Minh Dương, Quang Anh, Uh, Thanh Huyền, Lý Quốc Nhân, Thanh Huy, Nguyễn Hà, uh, Lương Hảo. Thánh Hiền. Rồi, đợt này tình hình Covid nó cũng tương đối là căng thẳng, do đó mà mấy đứa hãy cố gắng uh, giữ gìn sức khỏe giúp thầy. Uh, nếu mà em mà uh, chẳng may mà mắc Covid thì các bạn hãy uh, ăn uống, uh, giữ gìn sức khỏe và đặc biệt là phải giữ cho mình một cái tinh thần uh, thép đúng không ạ? Ở cái tuổi của các bạn thì nếu mà chẳng may mà có mắc thì cũng không vấn đề gì đâu, các em đừng có lo lắng nhé. Hãy cố gắng uh, ăn uống rồi nghỉ ngơi. Uh, the, các bạn chia sẻ livestream giúp thầy nhá uh, Lê Phúc Hưng rồi Tuyết Mai Tống Lan Anh Thanh Thiên Nguyễn Minh Nhật hmm. uh, Hoàng Anh quả nho Lương Thị Cẩm uh, Nhu đã FA này còn em không <laughs> rồi không sao, Thanh Thiên em làm được 39 câu thì hết giờ Ừ uh, Phương Nhi uh, địch nhân Kiệt Nguyễn Hiền các bạn cứ chịu khó trong giai đoạn tới là cái giai đoạn uh, tổng ôn luyện đề thì thầy sẽ cố gắng uh, ăn thủ thời gian để livestream chữa cho các em các cái đề thi thử. Ở ngoài page cũng như ở trong lớp VIP, các bạn cứ yên tâm là thầy sẽ cố gắng hết mình. Nếu mà các em mà tham gia trong khóa học của thầy các bạn biết rồi là thầy sẽ luôn cháy hết mình với các em nhá. Và quan trọng nhất là các bạn cũng phải cháy hết mình với thầy nữa. Được chưa nào? Nguyễn Văn Tránh, Trần Thành Trương Nguyễn Thư Rồi thầy cho chúng ta sẽ cùng chiến nhá. Các bạn chia sẻ livestream này vào trong các cái nhóm nhiếc rồi trên Facebook cho thầy để đông bạn vào xem thầy có động lực để livestream free cho các em. Bây giờ thì thầy trò chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Kiếm thôi không nghỉ muộn mất. Nào, các bạn đã um, sẵn sàng chưa? Nếu em đã sẵn sàng rồi, thì thầy trò chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Và đặc biệt đấy là cố gắng tiết kiệm thời gian qua mỗi một cái buổi livestream mà thầy giới thiệu cho các em ấy. Cho dù ở trong lớp vip hay ở ngoài page thì các bạn hãy cố gắng là ghi chép lại để xem mà uh, mất công ngồi xem rồi thì mình sẽ học được cái gì nhá Và đặc biệt là nếu em có thời gian hãy tranh thủ khoảng 50 phút uh, khi mà thầy đăng đề cho em ấy, em uh, lấy cái đề đó ra em tự làm trước đi, bấm thời gian kiểm tra xem mình làm được bao nhiêu câu. Đấy, mình tập dần đi cho nó nâng cao cái kỹ năng cho mình, sau đó mình làm nhiều thì mình sẽ có cái kinh nghiệm thôi. Thì đến lúc mà em thi thật ấy, em sẽ tự tin. Được chưa nào? Sẵn sàng rồi đúng không ạ? Rồi, chúng ta sẽ chiến thôi. À, thầy sẽ chữa nhanh những cái câu ở mức uh, nhận biết nhá, câu số 1. Các bạn comment cho thầy câu số một đi ạ. Kim loại sau đây tác dụng với nước ở điều kiện thường thì đó chứng chắc chắn đó là các kiểu loại kiềm vừa rồi đúng không ví dụ ở đây nari chúng ta kiểu kiềm người ta hoàn toàn có thể thay đổi đây kali à, câu số 2 comment cho thầy đáp án nhé để thầy trách cho và em cũng giúp cho bản thân em ghi nhớ được kiến thức không tội gì cả đó là cái hình thức học livestream cho các bạn phải comment thôi trần việt hoàng thanh hải ứng dụng nào sau đây thì không phải của glucose người ta hoàn toàn có thể biến tướng câu này thành ứng dụng nào sau đây không phải của gì ạ của hay là của Uh, fructose hay là của các cái hợp chất hữu cơ có nhóm chức khác thì các bạn nhớ học theo cái cái kiểu câu hỏi như vậy. cái giai đoạn này là em kết hợp giữa tổng ôn và luyện đề, do đó mà các bạn hãy tự đặt các cái câu hỏi vì sao xung quanh những cái câu hỏi mà em làm nhé. chứ còn việc mà tìm ra đáp án nó quá đơn giản nhé. thuốc tăng lực trong y tế thì câu này đúng rồi. người ta hỏi là không phải cơ. nhiên liệu cho động cơ đốt trong câu này sai rồi. câu này sai. Được chưa? glucose thì nếu mà em làm nhiên liệu đốt nên là sinh ra carbon rồi các thứ vân vân. Uh, động cơ đốt trong thì chúng ta thường nó có thể là nhiên liệu rắn hoặc nhiên liệu lỏng thì uh, thường người ta sẽ có thể là dùng các cái hợp chất khác không phải của glucose còn tráng gương tráng sơn thì hiển nhiên rồi hay sản xuất ancol etlic hiển nhiên rồi nha câu số 3 câu số 3 nào comment cho thầy câu số 3 đi người ta hỏi em là câu này ý, liên quan đến cái bài toán thủy luyện thôi đó là nếu em muốn điều chế đồng từ đồng sung phát đúng không ạ bằng phương pháp thủy luyện tức là cái phương pháp mà em dùng kim loại mạnh đẩy kim loại yếu ra khỏi dung dịch muối thì em sẽ phải dùng kim loại nào sau đây làm chất khử thì em nhớ là phải gạch ngay những cái kim loại mà kiềm đi những kim loại như natri kali nó sẽ tác dụng với nước trước nó không thể nào đẩy cái thằng đồng này ra được đúng không em phải tìm một cái kim loại mà có tính khử mạnh hơn đồng thì nhìn vào đây cho thầy ấy là chắc chắn là thằng sắt rồi thằng bạc cái tính khử mạnh yếu hơn đồng còn thằng canxi này như kiểu natri phản ứng với nước gạch đi À, chú ý nữa ấy, là trong cái à, kim loại à, trong các phương pháp điều chế kim loại ấy, thì thằng đồng chúng ta có thể được điều chế theo ba phương pháp. Các bạn ôn lại cho thầy nhá. À, điện phân này à, thủy luyện hay là nhiệt luyện. Chú ý đấy cho thầy. Câu số 4. Ừ rồi. câu số 4 đáp án rồi em làm gì ạ? Thầy chào Quế Châu và đi Châu ơi. Nhớ chia sẻ livestream giúp thầy nhá. Một cái câu hỏi liên quan đến kiến thức à, hóa 11 đúng không ạ? Đó là phần à, chương à, một sự điện ly ở ừ, học kỳ 1 lớp 11 của các bạn. Đó là phương trình ion rút gọn thì các em phải ôn lại cho phần thầy phần đó thôi. người ta sẽ cho em là phản ứng giữa hai chất ở đây chúng ta có là thằng NaHCO3 thì đây thằng này phân ly tạo ra Na cộng và h 3 trừ. còn đây là axit mạnh phân ly tạo ra H cộng và Cl trừ. thì thằng Na cộng với thằng Cl trừ này ấy nó kết hợp với nhau thì không tạo ra chất kết tủa, chất bay hơi, chất điện lý yếu do đó mà nó sẽ không xuất hiện trong phương trình yêu các bạn nhớ thế nhá. ở đây chỉ có là h 3 trừ và H cộng thôi và đáp án ta là B luôn. H cộng 3 trừ để sinh ra CO2 và nước Quá quen thuộc rồi, đúng không ạ? Chú ý cho thầy nhé, người ta có thể biến tướng Thì khi mà em ở nhà em ôn ấy, các bạn lớp VIP chú ý nhá Khi em ôn ấy thì em thay đổi chất đi chứ còn cái việc tìm ra đáp án không Xong bỏ đó thì tự hào là à, Xong rồi thì không có tác dụng nhiều trong việc tổng ôn Số 5 nào Phạm Thu Phương si sún Bùi Mỹ lại trí tài lương hữu quân Đỗ Tấn Đức đã chọn 5D Chắc chắn rồi đúng không? Lý thuyết bây giờ thì quá mềm mại với lớp VIP rồi Phân tử saccharose chúng ta là một đi Saccharide, thằng này cấu tạo bởi một gốc glue và một gốc fruit. Sau đó thì đọc đến đây thôi. Thì chúng ta lại phân tích thêm vào nữa để cho chúng ta nhớ là thằng saccharose này có những tính chất hóa học nào. Thằng này nó có thể hiện tính khử không? Rồi nó có trắng bạc không? Hay là nó có tham gia thủy phân không? Thì các bạn tự ngồi các bạn ôn lại cái kiểu như thế. Nhá, câu 6 nào? Đây, cảm ơn bạn nào vừa tặng sao thầy nhá. Cảm ơn Nguyễn Đức Mạnh nhá. Hoàng Anh, Quả Nho, Nguyễn Văn Tránh, Thanh Huy, thầy chào Trần Thành Trung vào đi. Thầy chào Trung mấy lần rồi đấy? Một học sinh 2K5 trong lớp VIP 2K4 của thầy. Rất là chăm chỉ. Lương Cẩm Nhu đã chọn 5D trí tài chốt 6C. Này, trí tài 6C Cẩm Xuyên. À, Lê Quang Anh. Ôi rồi. có ông 6C có ông 6A nhỉ? À, trí tài Trần Thành Trung 6C. À, Hạ Thiên Diệp 6A, Nguyễn Nhật Nam ông trí tài, <laughs> ông trí tài nhá. Nào, người ta cho em các cái chất như thế này. Người ta hỏi em là số chất trong dãy gì ạ? có khả năng đấy nhá, đây là hỏi có nhá. Chứ không phải không có đâu nhá. Tham gia phản ứng trùng hợp thì có cái điều kiện của nó qua vừa dạy xong đó là gì ạ? Điều kiện để một hợp chất hữu cơ chúng ta có thể tham gia phản ứng trùng hợp đó là gì ạ? Có gì Liên kết bội hay hay liên kết pi đấy và vòng không bền. Nhá, vòng chúng ta vòng không bền. Được chưa? Thì nhìn vào đây thôi. Thằng này nối đôi này, thằng này nối đôi, thằng này nối đôi này. Trùng hợp hoành tráng quá gì nữa. Đúng không? Chắc chắn là A rồi. Câu này là mức độ nhận biết thôi. À, thằng này thì không được bởi vì sao anh này thì không thỏa mãn điều kiện là cái thứ nhất thứ hai là anh này có thể tham gia phản ứng trùng ngưng đúng không vừa đi đây có số 7 nào à, nguyễn nhật à, nam Rồi thầy chào nam vào đi à, mai tài sao em lại khoanh xe được nhỉ đấy thầy bảo rồi mà để ý vào thầy dạy à, đi dạy lại những câu kiểu như này còn gì nữa thế tuy tuy nhiên ý là à, phải ôn nhiều là như thế bởi vì mình ôn nhiều thì mình sai nhiều ở mình sai nhiều thì mình có kinh nghiệm thế thôi nhá. Đi thi thì uh, kiểu gì cũng vẫn sai đấy, nhưng mà nó sai ít. Rồi, Phan Văn Chiến, Lương Hữu Quân, uh, uh, Thanh Huy, Nguyễn Nhật Nam, Đỗ Tấn Đức, Nguyễn Thư, chốt nào? Công thức phân tử của Esteno này đơn trước mày hỏi quá dễ rồi, nhìn vào đừng chọn sai nhá. CnH2NO2 và điều kiện N này, để ý vào. Đấy nha, không phải N lớn bằng 3 đâu nhá, lớn bằng 3 là sai đấy, để ý vào. Nhớ chưa? Nhiều bạn là chọn B đấy. Câu số 8 dung dịch nào hát thì không tác dụng với dung dịch chất nào sau đây nào hát thằng này là một dung dịch kiềm một ba mạnh đúng không chắc chắn phản ứng với lại fe 2 rồi để tạo kết tủa rồi thằng này có phản ứng với lại đồng sunfat phát không có quá luôn phản ứng với lại MgCl2 không ạ có tạo ra mazehiroxid kết tủa nhưng không phản ứng với anh này đúng không thì cái cái việc mà chất nào phản ứng với chất nào thì em phải ôn lại cho thầy phần tính chất nào học của nó thôi chú ý cho thầy nhé Võ Quang Vinh Rồi chắc chắn C rồi đấy Để ý vào Câu số 9 nào Câu này cho điểm Sản phẩm cuối cùng của quá trình thủy phân protein đơn giản Nhờ chất xúc tác thích hợp của chúng ta Thì em thấy là các protein của chúng ta là các cái đơn giản Là các cái gì ạ? Các cái, à, các cái peptide Chuỗi peptide Khi thủy phân đến cùng thì nó thu được alpha amino acid thôi Đúng không 9B trở thành Trung, Nguyễn Nhật Nam Rồi trí tài Được Câu số 10 một câu hỏi liên quan đến tính oxy hóa sắp xếp uh, tính oxy hóa của các ca kim loại đúng không học mãi rồi ion kim loại có tính oxy hóa mạnh nhất để ý cho thầy mạnh nhất thì phải là thằng bạc thôi đáp án đi đúng không nhìn về đây theo chiều tăng dần ấy thì nó phải là thằng al 3 cộng so đến thằng fe 2 cộng đúng không đến fe 3 cộng và đến uh, ag cộng các bạn uh, sắp xếp nó ra xong người ta có thể biến tướng hỏi là tính oxy hóa của thằng nào yếu nhất thì em chọn thằng al 3 cộng này đúng không đấy đấy là gọi là ôn Trần Thành Trung 10D, Trí Tài 10D, Nguyễn Nhật Nam 10D Chắc chắn, rồi tốt Tiếp nào à, Đinh Công Thắng vào đi em Ừ rồi không sao Thắng vào đi Lệ Quyên, Tống Lan Anh Thanh Huyền, Hà Thiên Diệp Toàn những cái, quên, cái, cái tên quen thuộc Của lớp VIP chúng ta Trí Tài à, Các bạn à, các bạn khác đâu nhỉ Hà Thiên Diệp 12 chốt C Rồi thầy theo Hà Diệp nhé 12 chốt C nào à, Đúng không ạ, à quên nhầm 11 chứ 11 đâu rồi, 11B rồi Khi điện phân đồng xung phát à, Em biết ở đây điện phân dung dịch thằng đồng xung phát Thì anh này CU2 cộng anh này S42 trừ Với điện cực trơ và người ta hỏi A nốt thì các em biết nó chính là cực dương Cực dương A chúng ta thì A nhung Tức là ion âm đi về Ion âm, âm đi về thì em để ý thằng này là S42 trừ là một trong những cái gì ạ uh, Ion âm uh, không uh, không bị gì uh, yeah, oxy hóa ở A nốt Do đó mà nước nó sẽ làm sao? Nước sẽ bị oxy hóa thôi. Nước oxy hóa ở anode thì thu được là oxy. Phương trình phản ứng mấy đứa viết ra nhé. Thu được là oxy cộng với 4H cộng cộng với 4E. Được chưa? Đây, là thu được oxy để ý cho thầy. Còn uh, hydro nó sinh ra ở bên tốt để ý thế. Câu số 12 nào? Xin xuống chốt 11B sai em học tiếp. <laughs> Chắc chắn là không thể sai được rồi đúng không? Thầy dạy bã bọt mép rồi gì đó. Một câu liên quan đến uh, tính chất học của axit dãy kim loại ở dưới đây tác dụng được với axit À, người ta có thể thay đổi là hai s bốn loãng vân vân mấy đứa để ý thì tìm cho thầy cái cặp mà c thôi đúng không? Natri phản ứng với dung dịch axit thì nó phản ứng với nước trước này à, tạo dung dịch kiềm sau đó phản ứng trung hòa hai thằng này thì nó đẩy được hydro ra khỏi axit nhá đẩy h cộng ra câu số mười ba câu số mười ba vào nhanh cả trước nào phạm thu phương đinh công thắng ngọc huyền hạ tiên diệp tống lan anh đun nóng este một ST mà thu được là gì ạ sản phẩm ở đây sản phẩm hóa câu dễ quá câu này cho điểm rồi uh, Nari format Nari format đâu Nari format đây, gạch ngay AC đã và ancol Metallic đề chắc chắn luôn thầy không uh, những cái câu như này thầy làm luôn nhá câu số 14 nào nghe cẩn xương câu số 14 người ta cho em là các chất gồm là cao su rồi vân vân rất là nhiều đây em nhìn đây em khoanh vào đây số chất thuộc loại polymer thiên nhiên và polymer tổng hợp thì em phải hiểu cái khái niệm nó nhé polymer thiên nhiên chúng ta ở đây là có nguồn gốc từ thiên nhiên thì em nhìn vào đây cái em chốt ngay thằng cellulose rồi nhưng anh còn lại chúng ta cẩn thận lại chọn cellulose trinitrat vứt đi nhé thằng này là polymer nhân tạo đúng không bán tổng hợp rồi hết rồi còn một thôi vậy là polymer thiên nhiên chỉ có một một thì gạch a à, gạch d còn lại là tổng hợp là do con người chúng ta tổng hợp ra thôi thì có thằng cao su buna thằng polyethylene thằng này thì là bán tổng hợp rồi thằng này tổng hợp đây tơ visco là bán tổng hợp anh này tổng hợp anh này tổng hợp vậy là tổng năm nhá năm tổng hợp một năm đáp án c luôn chọn đúng rồi nhá yeah. chú ý cho thầy cái trí tài đinh công thắng si sún nguyễn nhật nam được chuẩn rồi hà thiên diệp 15 chốt b kiểm tra luôn nào dung dịch tương ứng của chất nào xây làm quỳ hóa xanh hóa xanh thì môi trường phải ph lớn hơn 7 đúng không nhá yeah. ph lớn hơn 7 gạch ngay a và gạch ngay d đúng không gạch luôn c đáp án b rồi chúng ta thấy là gì ạ? thằng A và thằng D này là hai muối hai muối tạo bởi diện kiềm mạnh và ba và axit mạnh môi trường trung tính thằng này là môi trường axit này có wow, phân đi ra H cộng này, này còn anh này ý, anh này thì là lưỡng tính anh này có ion HCO 3 trừ thì anh này có tính lưỡng tính nhưng mà thằng này là thằng này là axit yếu dơ mạnh có môi trường pH lớn 7 hoặc cụ thể em có thể phân tích là thằng hát số 3 trừ này nó có thể phân ly theo kiểu theo kiểu tạo ra ba dơ nó mạnh hơn đúng không cái nó có cái cái cái, xu hướng phân ly ra ba dơ nha ra ô H trừ ấy nó có thể phân ly ra H cộng nhưng cái hướng đó thì nó nó không trội rồi có số 16 à, hỏi về tính chất của kim loại thì người ta hỏi em là kim loại sau đây có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất thì đã dậy quá nhiều rồi chắc chắn thủy ngân nhiệt độ nóng chảy thằng này âm 39 độ c đúng không thằng này nhiệt độ nóng chảy cao nhất này cỡ khoảng trên 3.000 hay là 4.000 gì đấy. 3.000 thì cũng không nhớ nữa. Câu số 17. Rồi Lý Quốc Nhân rất chuẩn. Hoàng Anh Quả Nho không thể sai được. Rồi Ngọc Huyền, Thanh Huyền, à, Thanh Huy nhầm. Phan Văn Chiến, Trần Thành Trung, Võ Quang Vinh. Câu số 17. Câu này là nhiều khi là em ấp úng đấy này. Đó là người ta cho em là carbon thể hiện tính oxy hóa trong cái phản ứng nào sau đây. Nó thể hiện tính oxy hóa tức là bạn phải hình dung là cái số oxy hóa của nó sẽ bị giảm đi. Đúng không? Số oxy hóa của nguyên tố đã bị giảm à, đúng không và nó thể hiện là tính oxy hóa thì nó sẽ phản ứng với chất uh, khử Đấy, phản ứng với chất khử đi đây rồi thằng này là những chất khử là nhôm thể hiện chất khử đây thằng này số oxy hóa không âm bốn à, a rồi đúng không xong chưa đấy còn đây carbon của chúng ta đây là phản ứng này từ không lên cộng 2 tăng số oxy hóa đây là thể hiện tính khử đây nó thể hiện tính khử trong các phản ứng này nha câu số 18 tranh thủ comment trước chứ nhảy comment lâu quá hích hạ thiên diệp rồi thầy chào diệp vào đi diệp uh, chăm chỉ lắm một trong những học sinh xếp uh, top của lớp vip về mức độ hoạt động đúng không câu số 18 tám mấy đứa chia sẻ livestream giúp thầy nhá đoàn phạm nhật long nhật chính xác từ 0 xuống âm bốn được đấy trong nhôm các vua đúng không trong những chất sau đây chất nào đồng phân của nhau thì câu này quá quen rồi à, đồng phân tức là nó cùng công thức phân tử nhưng khác nhau về công thức cấu tạo nhanh chóng chốt d luôn thôi. Uh, ancol và ete đúng không? Hai thằng này có công thức tổng quát uh, công thức phân tử chung Đó là C2H6O. Đấy các bạn nhớ nhá. Còn những trường hợp còn lại các bạn loại đi. Câu số 19 nào? Nói vậy thôi ấy, nhưng mà khi em đi thi em vẫn phải tỉnh táo giúp thầy đấy. Như em đi thi nhiều khi em cứ kiểu uh, Vẫn sai, ví dụ câu 19 thì là nhiều bạn sai lắm Em comment thầy câu số 19 xem nào. À, thầy đọc tên xem nào. Mai Tài Lương Hữu Quân, Lê Mạnh Hoan Vũ Thanh Huyền, uh, Thanh Huyền chốt 19 là uh, B. Giỏi được. À, Hạ Thiên Dịp, uh, đấy thử chết rồi Ông Diệp nhá, thầy đọc thầy thành Hạ Thiên Dịp rồi Tại là ông này tên là Kim sao ấy uh, Trong các cái dung dịch sau đây đúng không? Người ta hỏi em là có bao nhiêu dung dịch pH lớn 7 Tức là bọn này nó phải phân ly ra môi trường uh, có OH trừ Đúng không? Kiểm Thì nhìn vào đây thôi Trách uh, nhanh uh, tô luôn cho thầy cái uh, Anh nào ấy nhỉ? Các bạn uh, chọn cho thầy cái 19B Thanh Huyền Trần Thành Trung chuẩn rồi K2-3 co này uh, Nariastat này À, thằng này môi trường trường trung tính này à, thằng này môi trường axit này đây rồi thằng này nữa vậy chúng ta có ba em biết phương trình phản ứng ra nhá co 3 hai trừ này đây này anh này này à, tạo bởi siêu uh, axit yếu và ba dơ mạnh à, thằng này cũng thế axit yếu ba dơ mạnh thằng này axit yếu ba dơ mạnh thế thôi ta tư duy thế thôi còn đâu em có thể phân tích à thằng này khi mà cho vào trong nước này à, à, phản ứng thuận nghịch nhá nó sẽ phân ly nó sẽ nhận gì ạ thằng này Thằng này của chúng ta sẽ nhận proton H cộng của nước Em có thể hiểu đây, theo quy tắc uh, của Prostate Nhận uh, proton H cộng Của nước để tạo ra H 3 trừ Cộng với OH trừ đấy Môi trường uh, kiềm của chúng ta đấy Nhưng anh kia thì tương tự thôi thì Mấy đứa viết ra nhé Câu số 20 Ừ, Thanh Huyền 20 chọn C Chắc chắn rồi, câu rồi cho điểm mà Tính chất học đặc trưng kim loại thì ai cũng biết Đó là tính khử, em nhớ nhá. Em nhớ chưa? Uh, câu số 21 Chất béo là trieste của axit béo với glycerol. Ai cũng biết rồi. Câu này thì 2K4 bây giờ mà không biết là một cái sai lầm quá lớn luôn à, còn rất yếu nhá. Còn người ta có thể hỏi axit béo là gì thì nhớ khái niệm qua trong lớp VIP và tổng ôn thầy đã nói rồi đấy. Câu số 22. Lý Quốc Nhân, 20C thưa thầy. Rồi, Thanh Huyền, Si Sún, Vũ Thị Hà, Nguyễn Thư, Đinh Công Thắng. À, cho các cái dung dịch như thế này, em có thể nhìn thấy người ta đánh số từ 1 đến 4 nhá số dung dịch có thể làm đổi màu quỳ tím của chúng ta sang màu xanh thì nó phải thể hiện tính bazơ thôi. ở đây em thấy cái thằng etinamin là gì ạ? đẩy à, gốc C2H5 đẩy e đúng không? Dimetinamin thế, amoniac nữa, anilin chúng ta không đổi màu quỳ do ảnh hưởng của cái nhóm thế đúng không? À, cái cái kem nhân thơm à, với cái nhóm NH2. À, thầy dạy rất nhiều thầy không viết ra nữa nhá trong đó chỗ amoniac thì các bạn hay bị phân vân đúng không? chú ý đây là dung dịch này. Đấy, dung dịch thì ammoniac ở trong gì ạ? Ở trong nước nó nhận proton H cộng của nước thôi. Nhận proton H cộng của nước. Em nhớ chưa? Để nó tạo ra là NH4 cộng đúng không? Cộng OH trừ. Có trường kiềm đây, nhớ nhá. Vậy chúng ta có ba em nhé. đáp án chắc chắn B đấy. Rồi chúng ta đã xử lý xong 22 câu lý thuyết ở mức độ nhận biết đúng không? À, có tí tí thông hiểu. À, bây giờ thầy trò chúng ta sẽ chuyển sang các cái câu ở mức độ đẩy lên một chút ở câu bài tập nhá. Nào chúng ta sẽ làm bài tập nào? Câu số 23 Đấy cố gắng đi thi được cứ mượt mượt như vậy Cho một amino acid có số mon Phản ứng với HCl và phản ứng NaOH Vậy em có số mon của bọn này hết rồi Người ta hỏi công thức chung của anh X này Thì các em nhìn vào đây là số mon thằng này Khi mà amino acid X phản ứng với acid HCl tỷ lệ là 1,2 một hai vậy nó có sẽ có hai nhóm N2, hai nhóm amino, vậy gạch A này, gạch B này, đúng không? phản ứng với lại kiềm thì là tỷ lệ một một vậy có một gì ạ có một cái nhóm COH thôi thằng này thuộc cái họ của thằng lysine rồi vậy đáp án chúng ta chắc chắn đó là đã bán C thôi 23 C chọn luôn có gì đó Thanh Thiên mấy câu lý thuyết đếm hơi khoai tí rồi phải có khoai chứ nhá phải khoai một tí chứ câu số 24 24 nào 22 C nhắm mắt rồi thầy ạ trí <laughs> tài được nhắm mắt nhưng mà phải nhìn thấy đáp án nhá Nhắm mắt lại là đáp án B ông chọn C tôi là đứt đấy Ông Chí Tài nhá. Nhắm mắt nhưng mà vẫn phải tí hí một tí để còn khoanh cho nó đúng vào. Câu 24 là kiến thức liên quan đến phần oxit cho vào nước. Oxit của các cái kim loại kiềm đúng không? Thằng này cho vào nước 6,2 chia 62 số mol thằng này 0,1 khi mà cho vào trong nước nó tạo ra dung dịch kiềm với tỉ lệ mol là, là 12 vậy số mol HD là 0,2. 0,2 chia cho 0,2 M của thằng này là bằng 1. Đúng chưa? Rất nhẹ nhàng. Ai tự xong nhá. Ai tự có có, có nhắm mắt không đấy? Anh Năm. À thiên diệp uh, mai tài lý quốc nhân 25 thì cũng nhắm mắt thôi, đúng không? Phần este, tính chất hóa của este là phản ứng xà vòng hóa ở đây mà este quá quen thuộc, số mon có rồi. Phản ứng với nào? Hát theo tỷ lệ mon thằng này đơn chức mà lại anh này 0.1 mà anh này lại số mon là 0.2 vậy chắc chắn là trong chất rắn khan này có nào hát dư. Dư bao nhiêu ạ? À? Dư 0.1. 0.2 0.1 còn muối thôi Muối thì uh, muối chúng ta đó là muối nariastat, c CS3CONA Em có thể dùng cách này hoặc bảo toàn khối lượng cũng được Tùy em Em như tầng này 40, em như thằng này 82 M bao nhiêu? 26 chốt B à? 8,2 cảm ơn ơn như 25 cơ mà 25A 12,2 gram cảm ơn uh, các em Bây giờ học những cái câu này dễ nhỉ? À nhá Thanh Huyền, Trần Thành Trung, Phan Văn Chiến Em có thể bảo toàn khối lượng cũng được nhé Nhưng mà câu này dễ quá rồi Chẩm luôn đi cho nhanh Câu 26 nào 26 thì làm theo kiểu một dòng thôi Câu 26 nhanh cẩn trước đi Chí tài si sún Mai tài Nào bạn nào gõ một dòng luôn cho thầy câu 26 nào Trong lớp VIP thầy cũng dạy cho em khá kỹ Về cái bài toán liên quan đến phần carbon hydrate rồi Đúng không Đây là sơ đồ điều chế ancol etlic. c mươi oh chúng ta đi từ thằng tinh bột Nó có hai giai đoạn nhé à, Tinh bột này Đúng không Chúng ta coi N bằng 1 đi chết một mắt xích rồi C6H10O5 đúng không ạ à, ra được là C6H12O6 glucose sau đó thì nó ra được là thằng anconetylic đấy em có thể nhầm tính số mon luôn cũng được tùy các em à, bây giờ tôi lên men ở đây là 3,24 kg tinh bột đúng không à, có nhầm luôn thôi thằng này là 162 à, 3,24 kg em để đấy à, đổi cho lít mà đúng không cứ để nguyên kg thôi À, giai đoạn này hiệu suất đây là tính theo hiệu suất tổng nhé thầy 75% bảy mươi năm này này là 80% vậy là hiệu suất tổng là 75 mươi x tám xong chưa tôi có ở đây là ancol đây là 46 sáu x hai à, vậy là tôi có luôn đi cho thầy người ta hỏi em là thể tích dung dịch ancol côn nhé đấy vào thể tích dung dịch ancol và em phải tính được thể tích dung dịch rượu đúng không theo cái công thức tính độ rượu tức là độ rượu của chúng ta này độ rượu đúng không thì bằng thể tích uh, rượu nguyên chất trên uh, thể tích dung dịch rượu là gồm là thể tích của thằng này cộng nước đấy thế thôi em bây giờ muốn tính uh, thể tích dung dịch rượu thì em phải tính được thể tích của cái thằng V2O5 theo phản ứng này đã đấy nhá là một thứ hai là em có gì ạ có khối lượng uh, riêng của nó rồi em phải tính theo công thức là gì ạ uh, m thì bằng uh, v nhân d vậy từ đây em suy ra v bằng m trên d Vậy em phải tính là M của Ancon đã Đây là M của C2H5OH đấy. Được chưa? Vậy rút ra luôn V đi. nhá Rút ra V luôn nhá. Thầy rút ra V luôn nhá. V chính bằng này. À, rút ra độ rượu luôn đi. Bởi vì bọn này sẽ chia một loạt luôn đúng không? Vậy chúng ta ra được V của dung dịch rượu luôn đi. Nhầm một lần luôn thôi. Bằng. Nào đầu tiên là M đã. Đây là M đã đúng không? M thì bằng là 3,24 này nhân với 46 nhân 2 trên 162 hiệu suất hiệu suất chúng ta ở đây là tính theo cái chất uh, tham gia sau đó và nhân với hiệu suất đây đúng không nhân 0.75 xong lại nhân với 0.8. Đấy sau đó thì làm sao ạ? V này thì bằng m cả cái đống này chia cho chia cho d. D là 0.8. chưa? À uh, chia cho độ rượu nữa. V lại chia cho độ rượu nữa lại chia tiếp cho thầy với 0.2 nữa là độ rượu. Rồi kết quả bao nhiêu B à 6,9 lít Nhá, Cái này thì dạy quá nhiều rồi Các bạn chỉ cần làm một dòng này thôi Đúng không Rồi cảm ơn các bạn nha Đáp án chúng ta là B thầy không biết đáp án đâu Các bạn thống nhất là đáp án chung nhá Những cái câu tính toán này các bạn tự bấm máy thôi Câu 26 xong 27 đi 60 đồng nai Nguyễn Quốc Toàn 27C Thầy check luôn cho nhé Thầy sẽ theo Toàn nhé Đáp án là 27C nhé các bạn Và Toàn chọn đáp án 27C à, Hạ Thiên Diệp đã comment rất nhanh về cái câu 26 là chúng ta có là đốt cháy 0,1 mol hỗn hợp ở đây Gồm các cái hydrocarbon đúng không Thu được là CO2 có số mol Và nước có số mol Mặt khác bây giờ người ta dùng 3,87 gam x Thì phản ứng tối đa được cái bao nhiêu mol brom Câu này thầy đã làm cho em rất nhiều rồi Ta sẽ có là em em thấy là em sẽ quy cho thầy bọn hydrocarbon này ấy, là x của chúng ta chỉ gồm carbon và hydro thôi, đúng không? Ờ, em tính cho thầy nào. Tổng số mol thì có rồi. Thì chúng ta sẽ tính ra được carbon trong x và hydro trong x nhưng em tính cho thầy số mol của uh, carbon đã. Số mol của carbon chính bằng số mol của CO2 thôi. 4,032 em chưa 2,4. Câu này nhầm thôi, không phải 18 này. Nước là 3,78 chia 18 bằng 0,21 này. Đấy, vậy là ta sẽ tính được cho thầy m của x đi phải tính ra m x bởi vì đây à, đầu bài dùng ở cái phản ứng sau là 3,87 mà nhá yeah. sau khi tính ra m x xong thì xác định luôn cho thầy công thức của x đi là c gì à, cx này tính luôn cho thầy đấy công thức của x là carbon trong x và hydro trong x bằng bao nhiêu co hai không phải mười rồi ngọc minh Em dùng đồng đẳng hóa với hydro hóa. <laughs> Thế à? Mấy bằng 2,37 rồi, 2,37 thầy dạy cho em rất nhiều cách để giải quyết bài toán này, thầy nhìn nó cách nào thì thầy giải theo cách đó thôi. Sau đó em thấy này 0,18 chưa 0,1 thằng này là 1,8 này. phải à, 21 nhân đôi à, đúng nhỉ? Là 0,42 chưa đôi thằng này là 4,2. Vậy ta sẽ có công thức là chung nhá là C 1,8 này, H 4,2. Em tính cho thầy K cái là xong. Cái bằng bao nhiêu nhân với số mol của nó? Rồi tính cho thầy ca cái Thanh Thiên C1,8H2,1 là đứt tôi rồi 4,2 chứ hai lần số mol của nước chia cho số mon của x cơ mà Đúng wow. không? Quý cho thầy chỗ đấy Ờ Hạ Thiên Diệp áp dụng công thức tính nhanh cũng được Số mon của x cộng số mon oxy bằng số mon của brom cộng 1,5 số mon của nước Rồi cho thầy KX bằng bao nhiêu? Ờ Âu Thanh Bình Nhanh cẩn trương nào Cách bằng bao nhiêu Thì ta sẽ có x cộng với k lần số mon của uh, số, uh, K lần brom để ra một cái hợp chất gì đó đúng không Thằng này là 0.1 Thì suy ra là đây là 0.1 nhân với k thôi Em ra được cho thầy 0.1 nhân k Bao nhiêu k 0.7 Ok Vậy là ta có số mon của brom đây Nếu mà dùng 0.1 mon là 0.07 mon brom Nhá yeah. Tuy nhiên ý, chúng ta thấy là nếu em dùng khối lượng là 2,37 thì cần dùng là 0,07 mol brom đúng không? Mol brom. Đầu bài cái này dùng đây là 3,87 gram cơ em nhân chéo 3,87 nhân 0,07 3,87 x 0,07 Chia 0 Chia 2,37 Bằng 0,1 Có nhầm đâu nhỉ Common hydro À chỗ này thầy xin lỗi nhé là 0,42 nhé Ừ đúng rồi Sorry các em M bằng 2,58 à Ừ Rồi sao gì các bạn 2,58 Vậy ra được cho thầy là Chỗ này là 0,105 mon brom. Ok chưa? Đáp án là C nhá. Đấy, tùy các bạn nhá, các bạn có thể áp dụng nhiều cách khác nhau, thầy nhìn thấy cách nào mà nó nảy trong đầu thầy thì thầy ấy thôi. Ok đúng rồi, hydro chúng ta là 0,42 nhá. Em phải nhân đôi ra. Sorry các em. À, câu số 28. ơ ừ, rồi 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 rồi. Nó lắc mãi mới vô được thầy ạ. Săn từ trưa Nguyễn Huy Hiệu. Rồi câu số 28 đi Nguyễn Nhật Nam Hằng 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 chưa hiểu <laughs> Chưa hiểu thì chịu rồi Nếu mà thành viên lớp VIP thì à, Có thể là thầy đã dạy hết phần này rồi Thì các bạn cũng hiểu đúng không 28 chốt A à, Hòa tan à, hoàn toàn 5,65 gram hỗn hợp Đây gồm hai kim loại hai kim loại này đều có thể phản ứng với axit HCl để thu được hydro số mol này 0,15. Vậy em à, tiến hành em bảo toàn hydro thôi toàn hydro cho thầy cái thì đây 0,15 x 2 số mol axit đây là 0,3. Nó chính bằng số mol của gốc CL trừ luôn. Vậy cô cạn em đuổi gì ạ? Cô cạn chúng ta thì em thu được là là muối khan vậy muối khan chúng ta m của nó chính bằng m của kim loại cộng với lại m của CL trừ đúng không? Muối có rua mà của hai thằng này thôi. M kim loại đầu bài cho rồi. Câu này dễ nhỉ? 565. Còn m của CL trừ đây số mol là 0,3 em nhân với 35,5. Kết quả. 28A 16,3 gram Đáp án chúng ta đó chính là đáp án A Được chưa Máy em chậm lại 30 giây Rồi Tiếp tục nhá Câu 29 nào Câu số 29 Lâm Lâm bảo toàn khối lượng Thanh Bình Rồi đúng rồi nguyễn thuận mấy bạn từ từ mình không theo kịp <laughs> mấy đứa từ từ cho bạn ấy theo với câu 29 mươi chín nào à, chịu khó nhá chịu khó một tí Hỗn hợp x của chúng ta gồm hai kim loại hai kim loại r này và m bọn này đều ở chu kỳ 3 trong đó thì số hiệu nguyên tử của uh, nghĩa là zr nhỏ hơn uh, zm đúng không đấy vậy thôi nếu mà kim loại mà thuộc chu kỳ 3 thì nó phải theo kiểu là 1S2, 2S2, 2P6, 3S1 trở đi. 3S1 thì 3S1 là thằng này là Z bằng 11 nghe thằng Nari. Đúng không? Phải từ thằng Nari trở đi. Đấy, Nari, nghi ngờ thằng này là Nari và nhôm. Đúng không? Bởi vì đây này, em thấy là chia hỗn hợp thành hai phần, hai phần bằng nhau rồi nhá, thì kệ thôi. Phần 1 em cho vào nước, vậy là gì ạ? kim loại mà cho vào nước sinh ra khí điều đó chứng tỏ là có kim loại kiềm nhá có kim loại kiềm chúng ta rồi mà thuộc chu kỳ ba thì có thể là nari thôi chốt luôn thằng r này này uh, nari rồi nhá LR chúng ta ta có luôn là r nari bởi vì phản ứng được với nước sinh ra khí này à, phần 2 tác dụng được với nao hát, dư đấy chỗ này chú ý này nao hát, nó dư thì thu lượng khí là lớn hơn cái lượng khí của phần 1 khi cho vào nước đấy à, đúng không thì cái bài này em nhớ thầy là chu kỳ ba còn một thằng nữa đó chính là thằng nhôm đấy, nhôm của chúng ta là chính là m đấy chốt luôn chứ còn gì nữa nhôm chúng ta nó sẽ hòa tan được ở trong nao h dư đúng không để nó sinh ra lượng khí uh, thêm một lượng khí nữa vậy là cái bài toán này ở trong lớp vip thầy đã dạy cho bạn là em phải làm gì em phải có là trường hợp số 1 là phản ứng với nước thì uh, natri chúng ta hết nhôm dư nhớ không nhá còn ở trường hợp số 2 vì kiềm chúng ta dùng dư rồi do đó mà cả hai thằng kim loại bị hòa tan hết thì lượng khí nó mới ra được nhiều như thế này vậy nếu mà em làm nhanh em mà nhớ được ấy, em làm nhanh cho thầy cái hệ phương trình thì em mà gọi số mon thằng này là x số mon thằng này là y ấy, em thực ra không cần phải hệ phương trình luôn thứ nhất là em bảo toàn e cho cái trường phản ứng số 1 đó là phản ứng với nước này này ta có ngay số mon của uh, hai uh, ta sẽ có ngay là phương trình thằng này trao đổi uh, một e này là x cộng với Uh, nhôm trao đổi bay nhưng mà lúc đấy ấy, là ở phản ứng với nước là số mol của nó bị giới hạn bởi số mol của thằng nari này đấy, tính theo nari tạo ra naoh sau đó mà nhôm đây là 3 x bằng v này thì thích thì em có thể để v hoặc em chọn luôn nó là 22,4 lít đi thì khi đó thì thằng này sẽ bằng một mol đúng không bảo toàn e cho cái nhánh số 2 là khi phản ứng với naoh dư naoh dư thì ta sẽ có ngay là x cộng với 3 y lúc này là số mon của nhôm bởi vì kiếm dùng dư mà nhôm hết luôn bằng ở đây là một năm mấy bạn lớp vip nhớ câu này không nhá vậy là trên này chúng ta ra được luôn x rồi dưới này ta thay vào ra được y nhớ không mấy đứa nhớ cái, cái 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 cách cách tính không x của chúng ta bằng một chia bốn là bằng bao nhiêu nhỉ à, có nhầm đâu nhỉ câu này thầy, thầy hình như là có nhầm bởi chỗ này là phải 2 chứ, nhân nhân 2 của hydro chứ nhỉ? Đây này, khí này là khí hydro em nhé. Đây là khí này là khí hydro. Bảo toàn e mà nó phải là 2. Đúng không? Chỗ này là 3. 1,5 x 2 là 3, đúng không? X chúng ta sẽ bằng là 2 trừ 4 là 0,5. Y bằng bao nhiêu? Ạ? Ờ x bằng 0,5, y bằng chúng ta thay thay xuống đây cho thầy cái, y bằng bao nhiêu? 5/6 à, cảm ơn Bình nhá. Y bằng 5/6 vậy thôi. Vậy lập tỷ lệ cho thầy nhá, chỗ này tỷ lệ mon người ta hỏi là m chia r tức là nhôm trên gì ạ? Nhôm trên nari Ý vào. Nhôm trên nari vậy là 5 phần 6 trên kia là 5 phần 3, đáp án chúng ta là D. Đúng không? Nghĩa là y trên x ấy thì bằng 5 phần 3. Ý nhá, không lại chọn C. Chỗ này mấy đứa hiểu chưa? Có cần thầy phải phân tích thêm không? Dạy đến phần mà gọi là hơi hơi tính toán tí là các bạn lại ao hết rồi. Đối bạn bị lừa khoanh C. Rồi ok nhá. Phần này thầy đã dạy rất là kỹ trong lớp vip rồi, các bạn xem lại cho thầy các cái phản ứng uh, theo từng uh, giai đoạn nhá. Phản ứng theo từng giai đoạn viết ra nhá. Thầy chữa không phải nhăm x thôi nhanh quá. Tô Thanh Bình, Võ Quang Vinh. Rồi chúng ta chuyển sang câu số 30 đi. Nhanh quá à? Thế lại chữa chậm một tí nhá. Nhanh quá không? Lương Hữu Quân đặt ngược là toang. Rồi thầy chữa chậm hơn một tí này, câu số 30. Cho m gam hỗn hợp chúng ta ở đây là gồm gì đây ạ? HCO C2H5. Và thằng này CH2. Thằng này là nó gọi là cái phản ứng giữa uh, cái thằng Gly với một cái anh ancol gì đó, ancol ethylic đúng không? Tác dụng vừa đủ với NaOH. Đây em thấy là tác dụng với NaOH này. Thì sau phản ứng em thu được là ancol etylic này, đúng không? Chắc chắn rồi bởi cái gốc này gốc ancol đây này, này. Và em thu được là hỗn hợp hai muối, em cắt ở đây ra. Cắt ở đây, đúng không? Em thu được cho thầy là hai muối, hai muối đó là natri format này. Đúng không? Và muối tiếp theo đó là H2NCH2 COONA. Khối lượng hai muối em có rồi. Vậy em chỉ cần gọi cho thầy số mol thằng này là X, số mol thằng này là Y. Thì số mol của NaOH bởi vì đây thằng này nó có một nhóm COO thôi, Do đó mà số mol của NaOH là x cộng y. Em ra ra được cho thầy hệ phương trình thôi. Hệ phương trình là xong thôi nhỉ. Phương trình thứ nhất là số mol của NaOH nhá là x cộng y chính bằng 0,1 đúng không? Ok chưa? À, hệ phương trình thứ hai là đây số mol của anh này cũng là x này, số mol anh này là y và khối lượng của muối đây là 7,525. Ta sẽ có luôn là thằng này là 68x đúng không? Cộng lại cho thầy thằng này là bao nhiêu? Thằng này là bao nhiêu nhỉ? Này là 16 cộng với lại 14 cộng với lại 67 là 97. Đúng không ạ? 97y bằng 7,525. Cái này thì mới đưa bấm máy thôi. Câu này là câu cho điểm em mà. Thì em ra được cho thầy x bằng bao nhiêu? Và y bằng bao nhiêu? Đấy. dạy chậm thì nó lại nó không được nhiệt lắm. Nhá? Bảo toàn khối lượng cho nhanh. Ờ ừ, tùy các bạn, các bạn bảo toàn khối lượng cũng được nhá. Em ra được cho thầy x y bằng bao nhiêu? Bấm cho thầy cái bao nhiêu ạ? Đấy khi mà em tìm ra x, y rồi thì tính giá trị của m đúng không? Là khối lượng của hai thằng này nhé. À đây rồi bạn uh, trí tài x bằng không phẩy này, y bằng không phẩy Em thay vào đây nhé. Đây, thay vào đây cho thầy em tính ra cho thầy m cái. M các bạn chọn ra bao nhiêu? Cháy đi thầy ơi, em lạnh. Rồi. Ok thì mấy đứa comment cho thầy cái à, mà Tính cho thầy mờ cái nào Nhanh cần trương 74 này Anh này là 74 nhân với 0,075 đúng không Cộng với thằng này là 103 nhân với 0,025 nhá Thì kết quả chúng ta là bằng bao nhiêu à, Kết quả chúng ta là bằng bao nhiêu đáp án đi Nhanh cần trương Đáp án 30 là gì ạ 30 là B à? 8,125 gram Thì đây là bài tập ở mức độ cơ bản rồi Do đó các bạn uh, chịu khó nhé tất cả những cái này thầy đã dạy trong cái khóa chuyên đề rồi đấy là bài tập ở mức cơ bản thôi đến câu số 30 mà các bạn thấy bài tập nó vẫn quá là nhạt như này đề này gọi là đề cho điểm rồi nói chung là đánh chữ giá chung cái đề của liên trường nghệ an lần này chúng ta đề này thì nó gọi là đề dễ thôi không phải là đề quá khó câu số 31 là câu hỏi liên quan đến cái phần kiến thức hóa 11 của các bạn đó là bài toán sục dung dịch sục khí co2 vào dung dịch kiềm ở đây là gồm hai anh kiềm bài toán này ấy, Uh, thầy đã cho em uh, ở trong cái khóa bổ trợ chúng ta thầy đã cho rồi đấy nhá với bài toán này chúng ta có là um, cái đồ thị của nó là hình thang cân đúng không đây để thầy show sâu cho em bài toán CO2 và đồ thị đây này đấy thầy đã trong lớp vip khóa bổ trợ chúng ta có đủ và nó thuộc dạng số 2 này nghe CO2 chúng ta sụp vào gì ạ sụp vào hai anh kiềm một anh là uh, dung dịch kiềm của kim loại kiềm thổ và dung dịch kiềm của kim loại kiềm đúng không đồ thị của nó hình thang cân như thế này Ok nhá. Thì xem lại cho thầy cái video. À, các bạn lên trên web ấy. Nhiều bạn đang ở lớp VIP các bạn xem các bạn không biết cái điều đó. Lên trên web chúng ta ở trong cái khóa đâu nhỉ? Đây này. Web của chúng ta nó có cái khóa bổ trợ ấy, đây này bổ trợ đâu rồi. Đây này, cái này khóa này quan trọng lắm các bạn vào sau các bạn xem kỹ cho thầy cái nhá. Đây khóa bổ trợ chúng ta có cái bài toán nào đây nhỉ? Bài toán siêu hai và đồ thị ấy. Đây. Chưa yeah. chưa? Bài toán CO2 của đồ thị này nhá, em xem lại cho thầy nhá. Ok chưa? Phần này có hết thầy dạy rất là kỹ rồi đấy, xem lại giúp thầy cái. Thế thì khi mà em xem đấy thì em thấy là kết quả thí nghiệm được biểu diễn đồ thị này, em xem qua cái video đấy thì em có thể giải quyết bài này ngon thôi. Người ta hỏi em giá trị của x. Vậy là với cái bài này ý, thì nó chia thành 4 giai đoạn đúng không? Nhớ không? Đây nha, 4 giai đoạn này. À, chỗ này là đường kết tủa chúng ta đặt cực đại. Kết tủa cực đại ở đây là 0,1 Số mol nó bằng 0 một luôn đây này, hình vuông mà. Không phải một này, đường này của chúng ta là đường hòa tan kết tủa đúng không? Người ta hỏi em x ở đây này. Thì em kiểm tra thầy cái đoạn này ơ à, cái gì không phải 0 nhăm luôn rồi. Đoạn này là 0,27 trừ đi 0,02 bằng 0,05. Đoạn hòa tan kết tủa của chúng ta đây ấy là 0,05 vậy 0.01 trừ đi x đúng không? Bằng 0,05 thì x bằng 0,05 luôn chứ còn gì nữa. Cái câu này dễ quá luôn rồi. Câu này là câu cho điểm các bạn rồi đấy nhá. Nhìn vào đồ thị ở xử lý luôn. Đã à, 31 chúng ta chốt C nhá. À, thầy không nói nhiều nữa. Cô số 32 nào. Câu số 32 thực hiện thí nghiệm sau đây. Các bạn nhìn thấy cái bố trí thí nghiệm nó như thế này. Nó có một cái phiếu chết. À, trong này ở trên này là nước. Đúng không? Sau đó thì ở dưới trên này chúng ta có một cái bình tam giác và trong này chúng ta thấy là nước chúng ta đổ vào một cái chất giám x đặt trong trong để trong cái bình tam giác này. Thế thì phản ứng này sẽ sinh ra gì ạ? sinh ra khí bởi vì cái bố trí thí nghiệm này ở trên này nó, nó lơ lửng ở đây thì được khí sinh ra của cái phản ứng này nó sẽ chui vào đây và nó sụp vào trong dung dịch nước brom à, rồi thế thì người ta hỏi là dung dịch brom thì bị mất màu bị mất màu thì là phải là CaCl2 à, CaC2 canxi cấp rồi quý nhá bởi vì sao nếu mà rắn x chúng ta nari ấy, em cho nước vào đây ấy, thì nó sẽ sinh khí hydro khí hydro thì nó chui vào đây không làm mất màu brom được nếu mà rắn chúng ta là CaO thì sinh ra CaOH hai lần rồi, không có ở trạng thái khí. Al4C3 nhôm các vua thì nó sinh ra kết tủa chúng ta là AlOH 3 lần này. Đúng không? Và sinh ra khí là khí metan. Thằng này là ancan thì nó không làm mất màu dịch nó brom được. Còn anh C 2 thì nó sẽ sinh ra khí chúng ta là C2H2, đúng không? Đây là ankin thầy cái này thầy dạy rồi. Thế là thí nghiệm điều chế acetylen ở trong phòng thí nghiệm chúng ta thôi. ra mất màu dung dịch nước brom thôi, em cho brom vào đây. Nó có thể cộng tối đa đến hai phân tử brom luôn, Để tạo ra C2H C2H2Br4. Ok chưa? Mất màu dung dịch nước brom. Ok, câu số 32 chốt chúng ta là D. Chúng ta chuyển sang câu số 33 nào. 33. Hoàng Anh Minh, Đoàn Long Nhật, Hạ Thiên Diệp. Rồi, xin cho so quá. Câu số 33. Là một câu hỏi liên quan phần bài tập của polymer, à, người ta có chỗ này người ta có em là PVC, đúng không? Là polyvinyl clorua. Đấy. À, được điều chế từ khí thiên nhiên trong đó thì thằng metan này nó chiếm 95%. Các em em coi nó như hiệu suất luôn đấy, kiểu như thế nhá. Tí nữa thì chúng ta sẽ chia luôn theo sơ đồ chuyển hóa và hiệu suất của mỗi giai đoạn. Đây là có 3 giai đoạn này. Đấy. Thằng metan này sang acetylene là kiến thức của lớp 11 rồi Em nhớ đây là điều kiện là 1500 độ C làm lạnh nhanh đúng không? À, tôi phải viết ở đây nhé Cái sơ đồ của chúng ta nó sẽ như thế này này à, metan, phải chú ý là hai metan nhé Đấy, 1500 độ C làm lạnh nhanh thì em sẽ thu được là C2H2 là acetylene này Hiệu suất của thằng này ấy là 15% này Để ý vào để tí em nhân Tiếp đến là Uh, anh này ấy là ankin chúng ta em có thể tham gia phản ứng cộng với axit chlorhyric đúng không để tạo ra vinyl c2h3cl nhá cộng vào đây uh, cộng theo kiểu là phản ứng cộng hx ấy, tác nhân không đối xứng và cuối cùng em trùng hợp để thu được là pvc đúng không trùng hợp pvc thế bây giờ em có là pvc chúng ta là như thế này này uh, c2h3cl tất cả n lần rồi bây giờ người ta thấy là gì? mỗi giai đoạn này nó có thằng này là 95 phần trăm này em giai đoạn 2 giai đoạn 3 chúng ta thằng này là 90 phần trăm đấy tí nữa thì em tính em thấy này em sẽ phải tính theo chất phản ứng à, quên sản phẩm do đó mà tí em phải chia cho các cái hiệu suất này trong đó thằng meta này nó lại chiếm là 95 phần trăm ở trong khí thiên nhiên khí thiên nhiên đấy thì em coi như là em chia cho một loạt các cái hiệu suất này cho thầy cái ok chưa À, ở đây người ta thấy là đơn vị phải để ý nhá những cái bài này phải để ý thêm cả đơn vị đây là mét khối à, ở đây là dùng tấn và em chuyển thằng pvc là thành kg là xong không phải nhân 10 mũ 6 đâu mà là một nghìn kg đấy đúng không là ra được mét khối luôn vậy ta sẽ có luôn là, là gì à, ta sẽ có luôn tính luôn cho thầy đi à, muốn tổng hợp thằng này thì cần bao nhiêu khí thiên nhiên vậy v của khí thiên nhiên luôn Nha v của khí thiên nhiên bằng cái gì quên phần khí thiên nhiên có gì đó khí tự nhiên thì chiếm à, tôi là chủ yếu là khí metan còn đâu là các cái à, tạp chất khác mình có thể hình dung như thế đúng không? ta sẽ có là à, thằng này số mol là bao nhiêu tính cho thầy cái một nghìn mà chia cho anh m lớn của anh này là sáu hai phẩy nhá sáu là ra bao nhiêu? ta sẽ có là số mol của thằng c 2 h 3 cl thằng pvc ấy, số mol pvc em phải tính theo số mol được hoặc là em giải một loạt luôn Cơ mô tầng PVC này chính là bằng 1 tấn tức là 1.000 trên 62,5. Với máy thầy cái nào. 1.000 chia 62,5. 16. Đấy. Thầy muốn viết ra như này em biết vì sao không? Bởi vì các em hay quên cái chỗ này này. Đấy. Em quên chỗ này do đó thầy buộc phải viết ra nếu không thì thầy viết một mạch luôn rồi. Em thấy số mô thằng này là 16 đúng không? Thì em ra đây nếu mà hiệu suất tí em chia cho một loạt nhá em ra bên này cho thầy thì số mod của thằng ấy phải là 32, để ý vào, rất nhiều bạn vẫn làm sai bình thường đấy. Được chưa? Em lại ra đây là 16 luôn đấy. Vậy số mod thằng này là 32, vậy ta sẽ có thể tích khí thiên nhiên chính bằng là 32 số mod anh này nhân với uh, điều kiện tiêu chuẩn đúng không? 22,4 uh, đúng không? Sau đó thì em chia một loạt cho thầy cái hiệu suất Bấm máy cho thầy cái ra kết quả thôi. Chia một loạt với cái thằng uh, những anh này đi. Đầu tiên là 0,95 nhá, là chiếm trong khí thiên nhiên này. Nhân cho thầy với 0,15 này Nhân với 0,95 tiếp này Đây 0,9 Kết quả Chốt B Rồi 5 8, 8, 3 mét khối cảm ơn các em Rồi chúng ta đã bán là B nhá Ờ à, Hoàng Anh Minh Ui câu 33 em quên Chia 0,95 khí thiên nhiên Chú ý vào đây này Em coi nó là hiệu suất theo từng giai đoạn luôn Coi tưởng tượng như thế kiểu như là thằng này nó chiếm vậy là tinh khiết là không phải à không chín mươi phần trăm đấy quý cho thầy cái đó và đặc biệt chú ý thêm cái chỗ này nữa này không em lại chỉ là chỗ này là 16 thôi là là sai đấy rồi ok chúng ta sẽ chuyển sang các cái câu hỏi ở mức độ nâng cao hơn nữa đó là các câu hỏi lý thuyết trước à, chúng ta còn 6 câu nhá Câu này là lý thuyết đếm ở phần hữu cơ người ta hỏi em số phát biểu đúng. Ở trong lớp vip tới thì thầy sẽ ôn cho em phần này và chữa full cho em cái cuốn sách 199 các bạn yên tâm học cuốn đấy xong cái chắc chắn lý thuyết từ kẻ gái em mất gốc nếu em nghiêm túc em học chắc chắn kiểu gì cũng 7 cộng. Thật sự luôn đấy. Thầy sẽ ôn tập cho em các cái bài tập ở mức độ uh, thông hiểu vận dụng nữa. Nào phát biểu nào sau đây là gì ạ? Đúng về các boy check cho thầy. Ở đây chỉ có mỗi cái boy IRAC thôi quá sướng nhá. Glucose và saccharose đều là chất rắn vị ngọt dễ tan trong nước đúng. Tinh bột và cellulose đều là đều là polysaccharide đúng. Trong dung dịch glu và sac thì đều hòa tan thằng đồng hydroxit tạo phức màu xanh lam đúng quá rồi. Ô, thế đúng hết à? À, Lý Quốc Nhân rồi. Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp tinh bột và sac trong môi trường axit chỉ thua được một loại monosaccharide duy nhất sai. Cô này thầy chữa rất nhiều rồi. Thằng uh, tinh bột này thì thu được là alpha glu. Thằng này thu được glu và fruct làm rất nhiều nhá vậy là nó có thêm thằng fruit mà không phải một loại đâu mà hai loại khi đun nóng glucose hoặc là fruit với uh, bạc nitrat trong NH3 em thu được bạc để phản ứng trắng gương đúng rồi uh, glucose và saccharose đều tác dụng với hydro sai 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 anh này không có phải là fructose cơ câu này chữa rồi rất nhiều rồi thì mới thu được là sorbitol C6H14O6 ok chưa yeah. xúc tác niken nhá Vậy chúng ta có là số phát biểu đúng của chúng ta đây là 4 em nhé Đáp án là A Các bạn chọn A không? 34A em nhìn nhầm Rồi Chú ý nhìn kỹ cho thầy nhá Những câu này ấy, dễ thì rất dễ Nhưng mà là dễ sai Đó để ý cho thầy cái Câu 35 nào 34 chốt A Rồi Phan Văn Chiến Nguyễn Quang Triều Hạ Thiên Diệp Để ý kỹ vào nhá Cái chỗ này này Em không để ý kỹ để Chết tôi đấy nhá Glu và sát câu dư cái này để ý vào. Một lần thôi nhớ nhá. Người ta có thể thay thằng thằng này là fruit thì là đúng này. Nhưng mà sát câu không được đâu. Sát Sacarose chúng ta không không tính không tác dụng với hydro đâu. Ok câu số 35 nào. Ừ, rồi võ quang vinh 35 chọn D, chi sún hạ tên Diệp Ok 35 chọn D hả? Check nhá. Câu này là một câu lý thuyết đếm ở phần vô cơ mà người ta hỏi các bạn số thí nghiệm tạo thành chất kết tủa. Kết tủa ở đây có thể là là rắn À, hoặc là rắn rắn kiểu dạng kết tủa hoặc là kim loại nhé Đấy, em để ý như thế thì uh, chúng ta thấy này ia yeah, chúng ta check luôn đi ở trong uh, lớp vip chúng ta thì những phản ứng này sau này thầy sẽ viết kỹ cho em luôn từng phản ứng nhưng mà uh, dần dần chúng ta cũng phải nâng cấp em nhìn vào đây là em tư duy theo kiểu ion thôi Vì em tính cho thầy những cái uh, số mon nó đừng viết phương trình phản ứng ra sẽ mất thời gian hơn à, em thấy này ở đây là cho Bari vào trong dung dịch này thì trong thằng này có nước đúng không chắc chắn nó sẽ có là bari hiroxit ba oh hai lần đúng không em thì có oh UH trừ có gì à có ba hai cộng này có siêu ba hai trừ chắc chắn có kết tủa là ba siêu ba đấy em nhầm như thế này là em đã đạt được rồi là có thể quyết rồi là chắc chắn là có a là đúng rồi đúng không đúng chưa chắn là chúng là, của chúng ta là kết tủa chúng ta là ba siêu ba Quan văn chiến tuyệt vời rồi ok cắt khánh chuẩn luôn ý b chốt cái này ý b nào thì B có một cái mẹo rất hay à, Cái bài toán mà em cho kiềm vào trong muối nhôm Nhưng cái bài này thì thực ra nó bỏ rồi Nhưng mà lý thuyết thì nó vẫn phải đưa vào yeah, Lý thuyết vẫn vào Cái bài này có một cái rất hay là em tính cho thầy tổng số mol OH trừ Đấy, tổng số mol OH trừ bởi vì là cho dung dung dịch hỗn hợp chứa amon NaOH và 1,2 amon cao ấy, thì hai thằng này nhiệm vụ nó đưa vào đây là nó cung cấp OH trừ thôi. Đúng không? Thì tổng là 1,2 cộng với đây là 2,2A. Thì em phải so sánh cái gì? so sánh với 4 lần số mol của AL3 cộng cho thầy. Ngày xưa thì học cái bài toán này thì em sẽ biết ngay thì những câu này không là gì với em. À, đúng không? Em kiểm tra nếu nó nhỏ hơn 4 lần số mol của AL3 cộng thì điều đó đồng nghĩa với việc là có kết tủa vẫn còn kết tủa AlOH3 lần tức là chưa bị hòa tan hết. Ở đây check cái 2,2A chỗ này 4 nhân với lại 6 2,4 rồi, nhỏ hơn rồi. Nhỏ hơn. Vậy là có kết tủa AlOH3 lần chốt B. Còn bây giờ giải thích như thế nào thì rất đơn giản thôi Em viết cho thầy phương trình ra Thằng này OH trừ đúng không Thằng này cung cấp ion AL3 cộng đúng không Viết ra AL3 cộng này Bây giờ nó cộng để tạo kết tủa nó cộng với 3 OH trừ Để sinh ra AL OH tất cả 3 lần Đấy đặt số mol nó vào thôi Đặt số mol vào đây thì Em thấy là thằng nào hết, à? thằng nào dư Thì ta thấy này, chắc chắn là OH trừ dư rồi Đúng không, ở chỗ này chúng ta thấy là số mol của OH trừ Ở đây AL3 cộng Đây là 0.6 mà 6A đây gì thằng này là 1,8 Không phải 6,3,18 Là 1,8A Vậy là UH trừ nó còn dư Dư bởi vì nó 2,2A mà Dư thì nó hòa tan thằng này Hòa tan nhưng hòa tan không hết Bởi vì sao Bởi vì anh này Anh A 3 lần của chúng ta đây Thằng này nó Còn Bao nhiêu Thằng này nó có là 0,6A cơ Mà thằng này nó còn bao nhiêu 2,2 là 0,4A Rõ ràng còn dư 0,2A Đấy kiểu như đấy Viết ra nhá Rồi cho kh ba dư vào kl 2 nào trách lời cái có uh, phản ứng không ạ à? có phản ứng không có phản ứng không mấy đứa h ba dư cho vào đây thì là không phản ứng đúng không tiếp theo a cộng mà cho vào sắt 3 cộng thì cũng không phản ứng gạch luôn Được chưa AG cộng mà cho vào sắt 2 thì được Bởi chúng ta có cặp là FE3 cộng này Trên FE2 cộng Thì nó có thể phản ứng theo quy tắc alpha với AG cộng Để tạo ra là AG Nhá Rồi Ý e nào Cho NH3 dư vào đây Thì thu được kết tủ FEH3 lần rồi Chọn luôn Đáp án chúng ta đó là D rồi Bạn nào vừa chọn D nhỉ Chọn luôn rồi Thằng này thu được là FEOH Tất cả 3 lần Thầy đã chữa trong lớp VIP Nhiều lần gì nữa Kết tủa chúng ta màu nâu đỏ Vậy ba anh em đáp án chúng ta chắc chắn là D nhá Câu 36 đi. 36 nào? Rồi, tiếp tục đi, câu 36 đi mấy đứa. Câu 36 là một câu là biện luận công thức cấu tạo của hợp chất hữu cơ. Với những câu này thầy đã dạy cho các bạn là các bước rồi. Đầu tiên em sẽ phải tính cho thầy K để xác định sơ bộ xem là cái cấu tạo của cái hợp chất hữu cơ đó như thế nào, đúng không em? Thì bây giờ chúng ta đọc nhá. X là hợp chất hữu cơ mạch hở, đúng không? Em không biết nó là este là cái gì cả. Có công thức phân tử là gì ạ? C6H8O4 Vậy nhảnh nhanh trí là nhẩm ngay cái thằng KX này bằng bao nhiêu? KX là độ bớt văn hòa đấy 6 x 2, 12, 14, 14 Trừ đi 8 là 6, 6 x 2 bằng 3 Này K bằng 3 này Số nguyên tử oxy là 4 oxy Vậy là có hai liên kết pi ở nhóm chức Cộng với 1 pi Ở mạch hydrocarbon đấy, Bây giờ là xác định sơ sơ bộ là thằng này có hai chức COO rồi Đúng không? Và thằng này có gì ạ? Một À, một một uh, liên kết pi ở mạch hydrocarbon không biết nằm ở mạch nào thằng này cũng không biết là ester là uh, nằm ngang hay ST nằm dọc đúng không em thấy này cho các phản ứng theo đúng tỷ lệ mon thì anh này ấy, chắc chắn nó phản ứng với nào ha tỷ mon một hai rồi bởi vì có hai nhóm CO mà nó tạo ra Z và T và sinh ra nước nữa ừ. sinh ra nước à ester thằng này mà... sinh ra nước thì khả năng là ST nằm ngang rồi ester nằm nằm ngang chắc luôn rồi đúng không thằng này có chức axit rồi t này sẽ mang lên kết pi được chưa nhá t này và z sẽ là muối thôi hai thằng này là muối thôi nhá thằng này thì là cộng được với hydro điều đó đồng nghĩa với việc nó không no t chúng ta không no được chưa t 1 chúng ta là no này z chúng ta tác dụng với hai s bốn ra z 1 vậy là z và z chúng ta đó là muối của axit đơn thì mới tỷ lệ mon như thế này được lấy có một hydro thôi mà vậy là đầu bài cho thêm thông tin câu này dễ nhỉ? Câu này vẫn dễ Z1T1 có cùng C Thế ngon quá rồi Z1 đây nhá Z1 này và T1 này là cùng C điều đó đồng nghĩa với việc Z và T cũng cùng C luôn em biết vì sao không? Với phản ứng này này phản ứng giữa T với hydro hay phản ứng hydro hóa hay phản ứng với axit thì nó không làm thay đổi mạch carbon đúng không? thằng này chỉ chỉ làm cho nó no thôi còn thằng này thì phải đứng đẩy cái trao đổi với lại thay đổi hydro với natri thôi kiểu là không thay đổi cái mạch carbon hai thằng này cùng c mà lại tổng số nguyên tử carbon ở trong hợp chất ban đầu là 6 vậy là hai thằng này cùng 3 c z và t cùng 3 c thôi Z1 là hợp chất hữu cơ đơn chức thì là quá dễ rồi chúng ta nhìn vào phản ứng với axit chúng ta nhận định được ngay thôi. Vậy là sao nào? Vậy là ta sẽ có luôn nhá. Ta sẽ có luôn là x của chúng ta sẽ phải có dạng là nằm ngang rồi, đúng không em? Xinha nước mà, nó có chức este này, COO này. Sau đó thì có thể là COOH rồi. Đúng nhỉ? COH. 3C thì thằng này nó phải là 2C vậy là C2H5. Đúng không? 3C chưa? Còn lại ở đây là 1C ở đây vậy thằng này còn 2C ở đây có liên kết pi phải nằm ở đây. Đúng Liên kết pi phải nằm ở đây. Đây thằng này là ch nối đôi ch à? đúng không x là anh này các bạn uh, kiểm tra lại cho thầy xem cái các em kiểm tra thầy xem x ở như... à, đây rồi em biện luận nó hai chức luôn rồi à biện luận hai chức không được hai chức không được nó phải nằm ngang chứ cái này phần phần biện luận công thức cấu tạo ester thầy dạy mãi còn gì nữa vậy là ta sẽ có luôn khi mà thằng này xa... à, quên phản ứng với nào hát nó sinh ra được ở đây anh này ấy là anh z đúng không Chỗ này của chúng ta nó sẽ sinh ra cái đoạn này của này anh này chính là anh T, bởi vì nó không no mà. Nó sẽ có luôn là Z chúng ta chính là thằng nào? Z là muối. Đúng không? Z là muối chúng ta chính là C2H5COONa thôi. Còn thằng T ấy thì nó phải cắt ở đây này thì cái chỗ này nó là đầu này sẽ là đầu diện, đầu này sẽ là đầu đầu anđehit, đúng không? Như kiểu cái gốc Vinin ấy các bạn nhớ không? Bình thường đầu này là đầu ancol nhưng mà đây là gì ạ? Nhóm OH đính với carbon uh, gì ở à? uh, không bền. Nó chuyển hóa thành uh, carbon băng núi đôi chuyển hóa thành anđehit mất rồi. Đúng không? Ta sẽ có là thằng T của chúng ta sẽ là CH2 này, đoạn này nó hydro nhảy vào đây CH2, COOH và đây là CHO anđehit. T chúng ta phải thằng này, chú ý nhá. Cái này chú ý nhá là ancol không bền đấy. Xong rồi. T1, vậy thì ra được T1 thôi. T1 của chúng ta thì nó là cái phản ứng mà cộng hydro vào. T cộng hydro vào thì nó cộng hydro vào chỗ này này. Nhá, ta sẽ có là CH2, CH2 OH, đây là COOH. Xong. Kéo mất rồi. Kéo đây nhá. Được chưa mấy đứa? Còn thằng nào nữa nhỉ? Thằng Z1. Đây, Z1 viết nốt vào đây nhá. Z1 chúng ta ấy là cộng hydro vào thôi. Ở đây Z1 thì dễ quá rồi. Đó được Z1 là C2H5COH uh, acid propionic. Rồi. Nhận đi nào, sau đây là đúng mấy đứa? Comment cho thầy nào. Chính xác. À, T là muối Ừ thầy xin lỗi T là muối Chỗ này là Nari nhá Rồi sorry các em Chỗ này là Nari T là muối mà Nó phải cộng nào hát vào, vào đây Trần ơi Tổng số nguyên tử ở Trong T1 là 12 T1 chúng ta Em tính cho thầy xem Đúng là 12 không à, 3 này 3 với 2 là 5 này 5, 2, 7 7 với uh, 5 với 2 là 7 7 với 2 4 Là 11 chưa đúng nhỉ Chốt A Chốt A Trần Minh Mù Hóa <laughs> mới ôn được có một tí ti mà các bạn đã thấy kêu như kiểu là lấy này rồi thì chết dở Thực sự mới ôn tí ti thôi mà đã kêu um lấy này rồi Đúng không? A là 12 đúng không? À, 3 này, 3 với 3 là 6, 6 với 2 là 8, 8 với 4, 12 rồi Đáp án chúng ta là A luôn Còn nung Z, Z ở đây Thằng này khi mà nung ấy thì em thu được là ăn can đơn giản nhất là sai Em thu được là C2, S6 Thầy đã dạy rồi Nhá, À, X không có đồng phân hình học. X của chúng ta ấy, nối đôi ở đây thì nó có đồng phân hình học, đúng không? X của chúng ta sẽ có đồng phân hình học là C có thể cis và trans, đúng không? Chỗ ta chỗ này là C này, nối đôi C này, đây nó có thể là H này, H này và đây chỗ này là COH. OK chưa? Nhá. Vậy nó có đồng phân hình học. Đây là cis và em đảo vị trí của thầy nó sẽ thành trans. OK. À, T là hợp chất hữu cơ no đơn chức. T đâu? T là chúng ta là hợp chất hữu cơ tạp chức. Rồi tạp chức nhé Tạp chức Ok Xong câu số 36 chốt nhé Tiếp đi câu số 37 nào 37 Mới được có một tiếng mà cảm giác như là thấy oải oải rồi ấy nhỉ Các bạn đã thấy oải chưa Còn bạn nào đang xem livestream không Hay thôi nghỉ nhá Quỳnh Quỳnh 2K3 chào thầy nhé, thầy chào Quỳnh nhá. Câu số 37 nào? Võ Quang Vinh câu số 37 chọn D. Còn bạn nào lớp VIP ở đây không đây? Thanh Huyền, Trí Tài, động viên thầy cái cho máu lửa xem nào. Câu 37 chọn D. Rồi Hạ Thiên Diệp si xuống. À còn si xuống đây này. Thanh Thiên, còn em. Rồi cảm ơn các mấy đứa đều có kết tủa thầy ạ vẫn còn sung sức thế ơi rồi tất nhiên rồi đây này cái đề đề này nó còn đơn giản đấy nào thực hiện các cái thí nghiệm sau cho dung dịch chứa amon vân vân người ta hỏi em là gì ạ sau khi mà đứng kết thúc số thí nghiệm tạo thành kết tủa trách này nhá kết tủa gồm là có thể là kết tủa chúng ta ví dụ như BaCO3 vân vân hoặc là kim loại các bạn để ý như thế ở đây người ta ý a à là cho gì ạ bạc nitrat vào sắt hai nitrat để chúng ta có ngay cái cặp Phản ứng này thì em không cần quan tâm đến số mon Không cần Bởi vì kiểu gì nó cũng sinh ra bạc rồi Đúng không? Bởi vì chúng ta có cặp FE3 cộng trên FE2 cộng Và gì ạ? Cặp AG cộng trên AG Nhá Kiểu gì cũng có kim loại rồi Ok Vậy là thằng này chốt này Sục CO2 Vào hỗn hợp hai thằng này Thì phản ứng này đang hơi đặc biệt Em phải để ý cho thầy kiểm tra cho thầy xem Số mol CO2 và số mol nào hát như thế nào Thì em thấy này CO2 đây số mol của nó lớn hơn số mol của của kiềm đúng không? 1,5 và 1,5 và 1,5 x và x vậy là rõ ràng CO2 chúng ta dư. Nghĩa CO2 nó còn dư thì nó sẽ phản ứng với cái thằng gì ạ? À, natri aluminat này để sinh ra kết tủa. AlOH tất cả 3 lần. Thỏa mãn. Mấy đứa hình dung ra chưa? Nhá. Ý C chúng ta thì cho cái muối natri cacbonat thì nó cung cấp ion là CO32 trừ vào nước vĩnh cửu, tóm lại vĩnh cửu ấy không vĩnh cửu thì nó sẽ chứa ion là Ca2 cộng này hoặc là Mg2 cộng thì nó kết dạ kết tủa được nhá với anh này để tạo ra là ca siêu ba mà G siêu ba có kết tủa rồi tiếp đến là ý đê cho amon H vào rượu một phẩy hai amon hai thằng này cung cấp ion oh trừ này thằng này cung cấp ion là ba hai cộng này còn anh này ấy anh này là muối hydro muối phốt phát muối phốt phát thì uh, ba hai cộng em có thể viết tổng quát vào kiểu gì nó cũng tạo ra được cho thầy ở đây đó là muối photphat uh, phốt phát của thằng bari Tóm lại là cái tủa có cái tủa ví dụ như là thằng này là bari Hero phốt phát thì vậy có cái tủa em biết vì sao không bởi vì uh, trong khóa bổ trợ thầy có chứ nhỉ có cái phần tính tan của muối phốt phát thầy nhắc lại cho em em học từ lớp 11 rồi đấy đây này các cái muối phốt phát ấy thì em nhớ cho thầy là các cái muối dihydro phốt phát chúng ta thì tất cả đều tan nhớ chưa đi nguyễn lú quá đi nghỉ đi thầy nghỉ đi thầy ơi rồi em nghỉ đi à, nghỉ đi để các bạn khác còn học nhá bạn nào mà nghỉ thì em nghỉ đi để các bạn khác còn học còn rất nhiều người còn muốn học còn các bạn cảm thấy mệt các bạn nghỉ đi à, thầy đi làm cả ngày thầy dạy free cho các bạn thầy còn chẳng kêu mệt thì thôi rồi các em để ý cho thầy để ở đây là tất cả đều không tan và ít tan là các trường hợp của các muối hydro -phốt -phát. đấy và muối phốt phát nhưng mà trừ cái muối của kiểu loại kiềm và gì ạ amoni dễ tan nhớ chưa thế thì ở đây chúng ta có ba ri hero phát phát thằng này kết tuổi này ok nhớ nhá à, các bạn nào mà cảm thấy xem livestream này em mà không thích thì, thì em nghỉ đi à, nhá các bạn cảm thấy là mệt rồi thì các bạn cũng nghỉ đi để giữ sức khỏe mai còn đi học nữa đấy còn đây thầy đã hứa dạy với lớp vip là thầy phải dạy hết đấy là quan điểm rõ với uh, uh, với tim team tôi học rồi còn các bạn thích bậy bạ thì các bạn đi chỗ khác. Nói nghiêm túc thế cho nó xong. Bởi vì là bây giờ lớp VIP các bạn ấy còn, nói thật các bạn còn mấy buổi, mấy ngày, mấy tháng nữa thôi. bây giờ phải học. Không học đi, đến lúc là các bạn thi không được thì các bạn lại 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 kêu rời cơ đất rồi hối hận là em phải thi một năm nữa rồi vân vân. Rồi, ok, tiếp đi. Ý D là chúng ta chắc chắn có cái tuổi nhá. Ý yeah. E, là ở đây em thấy là dung dịch chứa là 3,5x KHS4 Và vào đây là 0,9x mon KALO2 kali aluminat chúng ta Thì thằng này khi phân ly tạo ra ion là K+, H+, S42- Thằng này sẽ cung cấp cho chúng ta ion H+, đúng không? Đấy <laughs> Vậy trách cho thầy số mol thôi à, Anh này thì em chỉ quan tâm đến ion ALO2- thôi Chờ Kiểm tra cho thầy xem cái nó có em kiểm tra thầy như tương tự như trường hợp là uh, em kiểm tra CO2 với lại uh, cái gì nhỉ ALO 2 ấy. À với lại uh, OH với AL3 cộng ấy. Thì kiểm tra thấy thằng này số mol H cộng nó có nhỏ hơn 4 lần số mol của thằng ALO 2 trừ không? O2 trừ ấy. Thì em thấy là có nhỏ hơn không? 4 nhân với 3 không 9 là 3,6, thằng này là 3,5. Vậy rõ ràng là gì ạ? Uh, nếu mà nhỏ hơn thì nó có kết tủa. Ok chưa? còn kết tủa kết tủa chúng ta chưa bị uh, bị uh, hòa tan nhá chắc chắn là còn aloh ba lần vậy thôi vậy là tất luôn ta có 5 thằng luôn ok chưa mấy đứa còn không em biết phương trình phản ứng ra đầu tiên ý là, là anh uh, khs 4 chúng ta nó sẽ phản ứng với k gì alo hai ở trong dung dịch để sinh ra chúng ta là kết tủa còn nếu mà thằng KHS4 chúng ta ấy, nếu còn dư thì thằng này thì em biết là nó nó sẽ phản ứng với lại aloh 3 lần được để thu được là muối chúng ta AL2S4 tất cả 3 lần K2S4 vân vân đấy. Thì nó sẽ trung hòa hết kết tuổi chúng ta đi. Trung hòa cái thằng ALH3 lần này. Thì cái này phải tính số mol cho thầy nhá. cách số mol cho thầy cả. Rồi ok, cảm ơn thầy Sinh nhá. Tiếp tục chúng ta tiếp tục với câu số 38 đi, phải chữa hết em ạ. Còn bạn nào không học thì các em đi nghỉ thôi, thầy có ép em đâu. Còn uh, em phải chiến đấu với thầy thì em mới thấy được là gì ạ áp lực áp lực như này chưa là gì đâu nói thật các bạn đấy còn quá ít luôn năm ngoái anh chị 2k3 các bạn còn cháy khủng khiếp luôn học đến tận 12 giờ còn chả kêu à, cho hỗn hợp x chúng ta gồm muối ở đây em nhìn này đây là muối này em nhìn em nhận định sơ sơ đó là muối amoni rồi trong đó thì cái phần này thầy đã dạy trong lớp vip nhá à, chỗ này chúng ta thấy là có 3 oxy và hai nitơ phải nhẩm ngay khả năng thằng này sẽ là muối của axit vô cơ Đấy, à, Acid vô cơ chúng ta có thể là CO3 2 trừ đúng không hoặc HCO3 trừ. Chính xác chưa? hai liter. nếu một liter thì muối axit vô cơ gốc NO3 trừ nhưng thằng này không để NO3 trừ được. Tiếp đến đây là B. B ở đây em thấy là anh này có 4 oxy và hai liter. vậy nghĩ ngay đến cái gì ạ? Gốc uh, muối amoni của axit hữu cơ và axit hữu cơ đây có 4 oxy axit hữu cơ hai chức. Được chưa? Tác dụng với một lượng là hát Vậy là ta thu được là gì ạ? đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn cô cạn thu được m gam hỗn hợp Y ở đây gồm hai muối D và E trong đó thì thằng D nhỏ hơn thằng E về mặt khối lượng. Ok à, Hoàng Anh quả nho cảm ơn em nhá à, và 0,2 lít hỗn hợp Z chúng ta gồm hai amin no đơn chức À, amin no đơn chức thì ngon rồi có tỷ khối luôn này. Oh thích chỗ này ta có luôn thằng Z đi cho thầy xin luôn à, nếu mà hai amin no đơn chức này mà tỉ khối của thằng này là 18,3 ấy thì ta chốt luôn được ngay thằng này là 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 C3N2 và C2H5N2 rồi gì nữa. Đúng không? Bởi vì là anh này của chúng ta là 31. M lớn thằng này 31, thằng này 45. Thì M trung bình nó sẽ nhỏ thằng này 18,3, 18,3 nhân với lại 2 so với hydro đúng không? Thì khối thằng này là 33,6. M trung bình là 33,6. Thì một anh là 31 rồi, một anh là 45. Nó đơn chức đấy là tinh ý làm luôn chốt luôn nhá nó hết mồ hôi luôn rồi đến đây ta lại trách tiếp cho thầy là hỗn hợp y chúng ta từ cái công thức của nó em suy ra cho thầy a đi từ đây suy ra a thôi nhà hỗn hợp x chúng ta gồm a này a ở đây ý là sẽ là muối của thằng nào đấy của muối thằng của thằng carbonat à mấy đứa đã, đã làm câu này chưa thằng này ý, a của chúng ta đó chính là thằng nào nhỉ C5H16O3N2 thì nó phải theo gốc nào đây? Phải gốc theo phải gốc CH. CH3N2. Làm sao ấy nhỉ? Trần Thành Trung, à đây là Trần Thành Trung. Trần Thành Trung nó gợi ý cho thầy để xem là C2H5. Để tạo ra thằng này thì nó là C2H5 uh, nco uh, NH3 chứ, đúng không? À uh, NH3 này hai lần à, CO3 Ok chưa Thằng A của chúng ta là thằng này đúng không Nhá Còn anh B thì tạo bởi axit hai chức Axit hai chức thì nó phải là COO Đấy, NH3 CH3 Tất cả hai lần Đúng không Đấy Thế thôi Mệt nhở? Rồi Bây giờ chúng ta thu được là D và E D và E Tức là bây giờ tôi cho tác dụng với NaOH, Thì tôi thu được D và E D và E trong đó thằng D khối lượng nhỏ hơn thì nó là sản phẩm của thằng này thôi là Na 2 số 3. Còn anh E chúng ta là anh gì ạ? CONA tất cả hai lần. Người ta hỏi em là gì ạ? Khối lượng của E nhé. khối lượng thằng này bây giờ tính số mol thôi. Để tính số mol thì cho thầy số mol của hai ngày luôn đi. Em có M trung bình em có tổng số mol rồi em em cho thầy số mol của hai thằng khí này. Đó là ra thôi bài toán kết thúc. À, thầy vừa nhìn thấy bạn nào cho thầy số mon đây rồi này thầy cảm ơn nhá thầy cảm ơn bạn nào đây nhỉ <laughs> cảm ơn hoàng thúy nga đã cho thầy số mon của anh này là 0,12 này anh này là 0,08 cảm ơn em vậy ta sẽ có luôn là số mon của anh này của chúng ta là em sẽ chia đôi là 0,06 này À, sang đây của chúng ta đây này không phải 12 này gốc à, quên nhầm không phải 04 chứ 0,04 này còn à, thằng này của chúng ta sẽ là 0,06 này đúng không Đây này chưa đôi ra thì anh này sẽ là 0,04 còn anh này sẽ là 0,06 ta hỏi ME thì em nhân thằng này cho thầy với 134 làm ra kết quả thôi không chưa 38A Cảm ơn các em 12,28g nhé xong rồi. Tiếp tục rồi. Tiếp tục rồi. Câu số 39 nào. Thầy sẽ cố gắng uh, chiến nốt uh, với uh, uh, các bạn nhé Đáp án là gì đấy? 8.02. Thế ông nào vừa comment là A đây? À. 8.04 à? Đây là 0.12. Ok. Đáp án chúng ta là B nhá. Rồi chúng ta tiếp sang câu 39 nào thời xanh chiến luôn Rồi 39 đi 39 thì trong cái phần điện phân này Tới thầy sẽ Trong lớp viết thầy sẽ quay cho các bạn Tiếp các cái phần vật dụng cao Liên quan điện phân nhé Để các em ôn A là gam của D và E Thầy ơi 39 chốt C Chiến luôn A à, là gam của D và E Ừ rồi thầy cảm ơn Tiếp nào Câu số 39 là điện phân với điện cực trơ mà ngăn Thầy phải vỗ tay cái cho nó phấn khởi cái này Các bạn cố gắng nhá Cố gắng các em ơi à, điện, phân, điện phân điện cực trơ mà ngăn dung dịch chứa đây là m gam hỗn hợp gồm hai cái thằng muối quá quen thuộc với chúng ta rồi đúng không? Ta sẽ có luôn này. Ở đây ta có là các ion là Cu2 cộng này, Na cộng này, đấy, Cl trừ này và NO3 trừ đúng không em? thằng này đi về ca tốt chúng ta là ion dương đi về đây cực âm nhá thì anh đồng chúng ta bị khử chứ na cộng chúng ta không bị điện phân trong dịch nhớ chưa nó sẽ có là thằng này sẽ bị khử để tạo thành đồng kim loại kết tủa ở bên cực âm ở bên cực dương chứ anốt ở bên anốt chúng ta thì em thấy là thằng này bị oxy hóa thì cl trừ chúng ta bị oxy hóa sau đó đến nước đúng không thì đầu tiên này sẽ là trừ chúng ta bị oxy hóa để giải phóng ra khí clo trao đổi hai e Ở chỗ này em đọc đầu bài cho thầy Đầu bài cho em là cường độ dòng điện Y rồi Và thời gian T Vậy em tính luôn được số mol E trao đổi đã Đúng không? Nháp đây Em tính được số mol E trao đổi bằng IT trên F Em thay vào đây Cái này thì quá quen rồi nhá 2,68 này nhân với lại 6 Nhân với Đây là 6 giờ ra phải đổi cho thầy Là 1 giờ thì có 60 phút 1 phút có 60 giây Vậy nhân với 3600 chia cho thầy với 96500. Em sẽ ra được cho thầy là NE bằng bao nhiêu bấm cho thầy cái đấy. Diệp ơi bấm cho thầy cái. Lâm Lâm. Nhá. Và ở đây người ta cho em thông tin là tổng số mol khí, nghĩa là tại anode em thấy thoát ra là 0.2 uh, mol khí nhá. Sau đó người ta làm cái trò này này. Đấy, để em biện luận xem là ở catốt và anode nó xảy ra các cái bán phản ứng nào. Thì tôi cho 20 gram bột sắt vào đây. Được chưa? Đấy, vào dung dịch sau điện phân thì thấy có khí nào ô sinh ra em nhớ cho thầy nhé sắt mà cho vào cái dung dịch sau điện phân ấy thì em bình thường em thấy này à, dung dịch sau điện phân chúng ta kiểu gì có nấu 3 trừ đúng không à, à, có na cộng thế thì bây giờ muốn à, sinh ra được khí nào o là sản phẩm khử ấy, duy nhất của nitơ dương năm thì vì tư duy là à kiểu gì cũng phải có h cộng được có h cộng thì điều đó đồng nghĩa việc là à, cái thằng cl trừ này bị để làm sao điện phân hết nhá để xảy ra cái giai đoạn điện phân nước Đấy, các bạn nhớ thế để sinh ra khí oxy nữa cộng với gì ạ 4h cộng, cộng với 4 e ở đây được chưa số men thầy cảm ơn Diệp nha Đây là 0,6 này đấy xong chưa em nhớ chưa ạ Thế vậy thì các bạn thấy là à, rõ ràng là à, tiếp tục nhá à, sau cái phản ứng này ta có là 124 gram chất rắn ở đây nó lại gồm hai kim loại cơ bình thường nếu mà cái thằng đồng hai cộng này nó bị điện phân hết ấy thì chúng ta thu được là đồng kim loại là một rồi đúng không? Thế còn nếu mà cho sắt vào đây, nếu mà sắt chúng ta mà hết ấy, thì nó sẽ thu được một kim loại thôi. Nhưng mà sắt đây nó còn dư, do đó mới thu được là hai kim loại. Vậy trong cái gì ạ? Kim loại chúng ta ở đây là gồm hai anh là đồng và sắt dư. đứa hình dung ra chưa? Bây giờ chúng ta phải xử lý cái gì? Bây giờ em phải xử lý em tìm cho thầy dựa vào cái thông tin là tổng số mol của bọn này. Em sẽ gọi số mol của thầy thằng này khí này là x, thằng này là y. Thì ta sẽ có anh này là 2x H cộng đây là 4Y và anh này là 4Y Em ra được cho thầy cái hệ phương trình Hệ phương trình thứ nhất là tổng số mol khí X cộng với Y Chính bằng 0,2 Hệ phương trình thứ hai là số mol E trao đổi thôi Số mol E trao đổi đấy Đây này chỗ này này Đó là 2X cộng với lại 4Y bằng 0,6 Từ đây ra cho thầy X và Y luôn Nhiệm vụ đi tìm XY là để làm gì? để chúng ta tính cái gì cho thầy em tính được cho thầy số mon h cộng đây này Đó là bằng bốn y à âu thanh bình cho thầy luôn x bằng y và bằng không phải một thầy cảm ơn âu thanh bình nhá cảm ơn âu thanh bình nhá thế vậy thì em thấy ngay ta sẽ có nha số mon e trao đổi ở bên phản ứng ở bên bán phản ứng của chúng ta anode ý, thì nó bằng số mon e trao đổi ở đây luôn là không phẩy sáu đúng không đây không phẩy sáu đây cũng phải không sáu đồng chúng ta sinh ra là không phẩy ba còn đồng hai cộng bị hòa tan à bị À, bị chúng, bị à, giảm đi là bị à, phản ứng đấy là không phải ba thôi vậy là sao vậy là sau cái phản ứng này đồng chúng ta còn dư nhá đồng còn dư cu hai cộng còn dư cu hai cộng còn dư ok vậy là dung dịch sau điện phân dung dịch sau điện phân của chúng ta ở đây em sẽ gồm là gì ở em thứ nhất là em cứ viết cho thầy những thằng em đã biết đi H cộng đây này H cộng đây với số mon là 4Y Mà Y là 0.1 Vậy số mon H cộng là 0.4 mon Được chưa em à, Còn có NO3 trừ Ở ban đầu của dung dịch đây NO3 trừ Chúng ta chỉ quan tâm đến những cái ion H cộng NO3 trừ thôi Và quan tâm cho thầy cái thằng đồng 2 cộng dư kia Đây CU2 cộng dư Thằng này chưa biết thì em gọi nó là A mon đi NO3 trừ nữa NO3 trừ thì không cần quan tâm Được chưa Bây giờ em cho sắt vào đây em cho nó sắt vào đây ấy thì em thấy là sẽ làm sao em sẽ thu được là gì không thể có sắt ba đúng không chỗ này thầy dạy rất nhiều rồi chỉ có sắt hai thôi vì sao bởi vì là kim loại chúng ta còn kim loại cơ mà có khí nào ô này còn đâu là cộng với lại kim loại chúng ta là sắt dư này và đồng nữa thì chúng ta kiểm tra thầy có cái cặp nào chúng ta có cặp là gì các bạn trách nháp cho thầy thôi chúng ta có cặp là Fe 2 cộng trên Fe một khi sắt dư ấy, thì không bao giờ có CU2 cộng trên CU nữa nhé. Đúng không? Một khi sắt dư thì trong dung dịch sau điện phân chúng ta sau cái phản ứng cho vào sắt này này nó không thể nào tồn tại Fe3 cộng được. Đúng không? Do đó nhớ cho thầy cái này để làm gì em biết không? Để tí bảo đoàn E thôi. Đã xong. Nhá. Thì muốn làm được những bài này em phải xem cái phần lý thuyết điện phân của thầy đã. Được chưa? Rồi. Chúng ta sẽ có nhá. Nào, uh, chúng ta bắt đầu uh, triển khai cho thầy số mol NO em có ngay. Bởi vì số mol H+ cộng em có rồi. người ta có công thức là gì? Ạ? Số mol H+ cộng này bằng 4 lần số mol của NO. Đúng không? Do đó mà số mol của NO chính bằng số mol H+ cộng chia 4 đấy. Thì số mol NO đây em có luôn là bằng 0.1 luôn. Ồ, oh, đẹp nhỉ. 0.1. Được chưa? Uh, đồng dư đây là A amon vậy là đồng uh, sau đồng uh, chúng ta ở ở sau này là bằng bao nhiêu nhỉ? Đồng kết tuổi. Uh, đồng dư là đồng dư là a, à, em bảo toàn e nhé Bảo toàn e. Bảo toàn e thì sắt là từ 0 lên sắt 2 vậy là 2 lần số mol của sắt này. 2 cộng bằng đồng đây là từ uh, gì ạ? 2 xuống 0. Vậy là bằng 2 lần số mol của Cu2+ cộng dư. Cộng với nitơ là dương 5 ở trong này. xuống đây là dương 2 vậy là 3 lần số mol của NO. Từ đây ta sút ra cho thầy cái. Em rút ra thấy số mon của Fe2 cộng Nó chính bằng số mon của sắt phản ứng đấy Nhá Bằng số mon của sắt phản ứng này Nó bằng bao nhiêu Thằng này là gì ạ 2A Còn thằng này là 3 nhân với 0.1 Đây là 0.3 0.3 Vậy số mon của thằng Fe2 cộng bằng số mon này phản ứng chia đôi đấy Là còn A cộng với 0.15 Và đặt vào đây thầy thôi Số mon sắt dư nước này em tính theo khối lượng luôn đi Nó là 20g ban đầu trừ đi 56 nhân với thằng phản ứng đây là a cộng với 0,15. Thằng đồng này là a. Đấy, vậy là nhân với 64 đấy, khối lượng luôn đi. 64a. Hai thằng kim loại này đầu bài này cho là bằng bao nhiêu? Đầu bài cho em này này là 12,4. Được chưa? Đã xong thôi, bài toán kết thúc rồi. Em tìm ra được cho thầy a. Hai thằng kim loại này khối lượng nó là bằng 12,4 g. Thì các bạn lấy cả cái Cụm này cộng với lại 64a bằng đống này cho thầy em rút ra cho thầy a bao nhiêu? Rồi, rút ra cho thầy a bao nhiêu? Nếu nào đi nghỉ thì nghỉ đi nha các bạn đừng comment nghỉ đi nha thầy blog đấy Bạn đi nghỉ thì bạn nghỉ đi thầy không ép bạn xem livestream đâu Thầy còn phải livestream cho những bạn nào đang xem chứ Còn mấy em cảm thấy mệt em nghỉ đi sao em cứ, cứ uh, bảo thầy nghỉ nhờ Ngáo đá à Thầy còn chưa muốn nghỉ các bạn cứ kêu nghỉ Thầy đã đặt ra mục tiêu của mình rồi các bạn cứ bắt thầy không được thực hiện mục tiêu của thầy đấy là nào Quánh cái trận giờ Rồi A bằng 0.1 đúng không Em ra được A bằng 0.1 thì chỗ này mấy đứa phải để ý giúp thầy nhá À, a này ấy là bằng không phải một. điều đó đồng nghĩa với việc là gì ạ à, đồng nghĩa với việc là cái thằng đồng dư này em vừa đặt là a mà thì số mol nó, nó dư là không phải một. mà đây nó phản ứng là bao nhiêu không phải ba. vậy là từ đây ta ra được luôn là số mol của thằng đồng ban đầu cu 2 cộng ban đầu ấy nó bằng không phải bốn rồi em đưa vào đấy thằng này là không phải bốn mol này không chưa còn cái thằng CL trừ này ở đây nó điện phân hết rồi do đó số mol nó bằng x X ở đây em vừa tính là bằng 0.1 vậy số mol thằng này là 0.1 rồi. bài toán hỏi em là m, m tức là khối lượng của hai thằng này. kết thúc chưa? Nhá. Em nhân cho thầy với thằng này là 188 và em nhân cho thầy với thằng này là 58.5. Em cộng hai anh này thì em sẽ rút ra được m thôi. Đấy. <laughs> bình tĩnh mà, thầy vẫn bình tĩnh mà. Được chưa? cái tư duy thế thôi nhá, còn bấm máy miếc thì các bạn tự bấm, các bạn bấm cho thầy xem kết quả bao nhiêu để thầy chữa nốt cái 40 cho các em mình còn đi ngủ nào. Uh... <laughs> Ánh cho một trận hết đi thầy Không có đứa nào làm được câu 29, 30 À quên đây là không phải hai rồi Thầy cảm ơn Nam nhé À thầy cảm ơn Âu Thanh Bình Ê, Âu Thanh Bình rất là chuẩn luôn đấy Đó là 2x nhé Đây là x nhân 2 là 2x Tức là vẫn tỉnh táo lắm Chính xác đấy Không phải hai Được Câu này có gì đâu Câu này chưa là gì đâu em ạ Các bạn các bạn đừng nghĩ nó khó em xem lại livestream thì em thấy nó bình thường thôi nhưng quan trọng em phải nắm cho thầy cái lý thuyết nữa thầy cảm ơn thanh huyền đã giả vờ hiểu rồi và để động viên thầy nhá đáp án chúng ta m chính là tám mươi sáu phẩy chín đúng không đáp án c nhá rồi, cảm ơn các bạn được chưa ok chưa nhá yeah. rồi bây giờ thầy cho chúng ta chốt câu số bốn mươi câu này chắc là làm nhanh thôi nhỉ nhưng mà có một số điểm cần phải lưu ý đấy như thầy nhìn qua thầy thấy là À, có thể là các bạn sẽ bị nhầm đấy lớp vip uh, comment cho thầy xem đây bây giờ chắc là toàn các bạn lớp vip thôi em uh, sử dụng phương pháp gì ạ câu số 40 có chiến nốt câu này không thầy cảm ơn ngọc minh đã động viên thầy nhá cảm ơn âu thanh bình câu này ấy, thì có rất là nhiều cách một là em có thể đồng đẳng hóa hoặc hydro hóa như bạn trí tài đang uh, chia sẻ đúng không ạ ngoài trái nhở thầy còn chưa đọc thôi ok thôi chúng ta chốt câu 40 nhanh nhá đọc đầu bài đã cho 0,08 mol hỗn hợp x đây gồm 4 st À, chả cho chúng ta đặc điểm cái este đúng không? À, chả biết no đơn chức hay không đơn chức vân vân cứ đọc đi ạ. Và ứng vừa đủ với hydro là 0.17 mol điều đó chứng tỏ là thằng X này ấy là không no. Thì nó phản ứng được cái hydro mà, đúng không? Thu được hỗn hợp Y. Mà ở đây là vừa đủ điều đó đồng nghĩa việc Y no. Nhá. Bây giờ cho Y phản ứng vừa đủ với NaOH số mol 0.11. Ừ, nhìn ngay biết nhá. Đây, este đơn này. Este này À, quên nhầm nó chưa nói ester đơn hay không? Đúng không? nếu mà ester đơn thì, thì số mol của NaOH phải bằng số mol của hỗn hợp vì số mol hỗn hợp nó bằng của y ấy, nó bằng luôn số mol của thằng uh, x này thôi. Thế vì điều này đồng nghĩa việc là trong ester này phải có nhầm cái biết ngay làm nhiều ester đơn hoặc là ester gì đó đa chức. bây giờ cái sản phẩm của phản ứng sao bằng hóa nó sẽ cho em biết được là cấu tạo sơ bộ của cái bốn anh ester này. Em thấy là thu được hỗn hợp Z đây đây gồm hai muối. Được chưa? Hai muối của hai axit no mà có mạch carbon không phân nhánh thì thầy đã dạy cho em nhiều rồi. Nếu mà axit carboxylic của chúng ta có mạch carbon không phân nhánh thì nó chỉ tối đa hai chức thôi. Nghĩa là chỉ tối đa là hai chức thôi. Đúng không? Có ba nhánh à có nhánh cái rồi nó sẽ có cả ba chức rồi. Nhá. Và gì ạ? Hỗn hợp T gồm hai ancol mà ancol này cho luôn no đường chức À, axit no này, muối của axit no, ancol no này, vậy là este chúng ta no, à, quên nhầm nó no, no đúng rồi, đây no đây rồi. <laughs> rồi, đốt cháy tiếp này. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 0,01 mol X. Đấy. Thì chú ý nhá. Trên này của chúng ta là 0,08 mol ở dưới này 0.01 mol, vậy cái phần này hai phần nó không bằng nhau. Thì cần dùng từng này oxy. Người ta hỏi em là phần trăm khối lượng của muối phân tử khối nhỏ hơn đã bán là gì ạ? Đáp án của em là gì ạ? Thằng nào có comment thầy ơi thầy học lớp mấy à để blog cái nhỉ? Danh con láo thật. Hôm nay học không hiểu sao ở ngoài lớp VIP à lớp uh, page mấy ông láo thật ý. Vào trong quân đội gặp thầy Phạm Thắng thì dã cho thì mới biết thế nào là đời nhá. mà chưa nhìn quan tài chưa đủ lệ không biết là thầy Thành có đang trực livestream không thầy Thành có đang trực livestream comment một cái những trường hợp nào mà comment ảnh hưởng lớp vip block luôn hộ cái tại sao mình không nhìn thấy được thấy cái comment của đồng chí tên là Trọng này nhỉ Khoa vẫn học thì không học sau này thì đi uh, uh, quốc đất lang trạ rồi lại kêu lại hối hận thì lúc đấy thì hối hận cái gì nha rồi bây giờ chúng ta tập trung vào đây à, với những cái mà thầy chia sẻ với các bạn ở trên ấy các em có thể áp dụng cái kiểu gì cũng được nhưng mà ở đây ấy, có bạn thì bảo là thầy đã dạy ở trong lớp vip rồi đúng không ok thì thầy làm luôn ở đây chúng ta để đồng đẳng hóa cái hỗn hợp y này đi y này em đồng đẳng hóa cho thầy thôi thắng y ở no này no mà như thầy bị luận đấy axit này là axit có thể là hỗn hợp giữa axit đơn và axit đôi Đúng không? Vậy axit no đơn thì em quy về HCOOCH3. Được chưa? Còn axit đôi em quy về thằng COOCH3 tất cả hai lần. Và no rồi thì nó là đồng đẳng hóa bình thường thôi, không cần phải hydro hóa đâu, được chưa? Thế bây giờ chúng ta gọi cho thầy số mol đây là x này, y này, z. Thôi tập trung vào học đi. Thầy không 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 block được. Uh, x y z này ta ra được cho thầy hệ phương trình nhá. Làm thôi cái này làm cho bạn lớp vip thôi những bạn nào mà hiểu được thì em hiểu nhé cái này là thầy đã dạy rất kỹ rồi tổng số mon thằng này nó bằng số mon của y nhỉ? x ban đầu là tám Vậy em có ngay là hai ngày là x cộng y bằng tám mon tiếp đến là thế, thế này dễ quá nhỉ tiếp đến là số mon của nao như thầy đã nói đấy em kiểm tra thầy em thấy này à, nếu mà 4 st này mà là st đơn đúng không thì khi phản ứng nao hát thì phản ứng vừa đủ thì nao hát phải là 0,08 mol nhưng đây lại là 0.11 điều đó đồng nghĩa nó phải có ester đôi như thế nhé thì chúng ta sẽ có đây là ester đôi thì thằng này là đơn phản ứng là một này cộng với anh này đôi phản ứng là hai i bằng 0 11 từ đây em ra được cho thầy là xy rồi đúng không từ đây ra xy luôn rồi nhé thế bây giờ muốn tìm z thì em bảo toàn e thôi bảo toàn e em thấy là thằng này ch 3 thì 7 e này cộng đây 1 là 8 e là 8 x cộng anh này là 7 x hai 14 i Cộng với ngày là 6Z Đúng không ạ Bằng Bằng ở đây nhưng mà chú ý cho thầy cái là đây là đốt là đốt 0.08 mon y Vậy là bằng 4 lần số mon của oxy đốt y cơ Cái này để ý tí nha không loại nhầm Đúng không ạ Các bạn chờ đợi tí <laughs> Em trực page Em trực page Anh em em block cho anh mấy cái comment linh tinh cái Hôm nay rất nhiều luôn đấy Các bạn tớ vip Anh vẫn đang livestream Em block hà hoi cho anh mấy thằng con comment vừa vào vẫn Block hết đi để ảnh hưởng quá trình dạy bực kích của mình Được chưa Chúng ta sẽ tiếp tục nha mấy đứa uh, Sorry các em thì làm ngắt quãng cái thời gian của các bạn Rồi Thì đến đây ấy, các bạn để ý cho thầy này Chỗ này thầy có thể nốt cho các bạn nhé nào, thầy sẽ nốt cho em này. Chỗ này em hiểu là đoạn bảo toàn e rồi đúng không? Tuy nhiên đây là em đốt oxy là oxy em phải tính được là cái số mol oxy mà đốt y. Ở đây đầu bài lại cho làm khó em là người ta dùng ở đây là 0,01 mol x đúng không? để đốt x chứ không phải đốt y. Vậy đốt x thì chúng ta bình thường thôi, 0,08 mol mon x mà đốt thì nó cần là 0,72 mol oxy. Đấy thì bây giờ chúng ta sẽ có như này này em hình dung này. Đây là 0,08 mol y, thầy đốt 0,08 mol y nhé thì bản chất đốt y chính là đốt x cộng với đốt hydro đúng không em nha đốt x của chúng ta em thấy là đốt 0,08 mol x thì cần đây là 0, bao nhiêu 0,72 mol oxy như thầy vừa phân tích chú ý cái tỷ lệ mon nữa nhé đấy còn đốt thằng hydro đấy đây là hydro đây đốt là là tương ứng với 0,08 mon x đấy sau đó mà đốt thằng hydro thì cần là một là bao nhiêu 0,17 chia đôi vì ta có là hydro mà khi mà đốt với oxy nó cần dùng là 1 phần 2 oxy để sinh ra là nước. Do đó mà số mol của hydro đây 0,17, số mol oxy đốt phải chia đôi là 0,805 đúng không? 0,17 không chia đôi là mất nhịp của thầy rồi đấy, không phải 0,85 chứ. Thế vậy rõ ràng là bây giờ, à tôi đốt 0,08 mol y, tôi cần từ nào oxy đây? 0,72 cộng đúng kia, 0, cộng với 0,72 nữa là 0,805. Đấy, thì đây mới là số mol oxy tổng Cần phải dùng để đốt 0.08 on Y này. Vậy em thay vào đây. À, thay vào đây. Là 4 nhân với 0.805. Ok chưa? Các <laughs> bạn nhớ chưa nhỉ? Thế em giải cho thầy X, Y, Z thôi. Thực ra X, Y thì hai phương trình thì em giải xong rồi. Wow, em giải cho thầy này. Trên này em ra được cho thầy X này. Em ra được cho thầy Y này. Sau đó em thay xuống đây. Để em tìm ra cho thầy Z. Thì vừa nãy là có bạn đã ra cho thầy Hoàng. Ra cho thầy là 0.03. Cảm ơn Hoàng nhé. Ê, y bằng 0.05 này. Và cuối cùng em thay xuống đây em ra được cho thầy là Z bằng 0,4 4 à. Rồi, thế thì uh, theo cái phương pháp này đến đây chúng ta phải làm gì ạ? Đến đây chúng cái chỗ này thì em phải xử lý thật khéo thầy nhé. Đến đây thì em có thể là ghép C2 vào. Nhưng có vấn đề là ghép C2 vào vào bốn cái ester thì nó hơi dở hơi. Thì có cái cách là thầy đã dạy em đấy là khi cái thằng này em cho phản ứng với nào hát đúng không? Thì em sẽ sinh ra muối của chúng ta đây là hỗn hợp uh, uh, muối Z đúng không? Cũng hợp muối Z chúng ta ấy, thì em có thể coi đặt thằng này là R1 coona Đấy và R2 Đấy, -O -O tất cả hai lần số mon thì em có rồi thằng này là 0.03 với biện luận R1 R2 thôi đúng không không phải không nhau nhưng mà vấn đề về đi, đi tìm MZ đã thì tìm MZ thì em bảo toàn khối lượng thôi bảo toàn khối lượng bởi vì là Y này Đấy, cộng với gì Uh, em bảo toàn khối lượng cho thầy cái y em cộng với loại hát uh, đã có số mon em sẽ thu được là z cộng với t là ancol trong đó thì thằng y này ấy, chúng ta tính được cho thầy mi cái tính cho thầy mi cái em bấm cho thầy mi bằng bao nhiêu ở ừ, Âu Thanh Bình ra luôn à ừ Hoàng ơi Lâm ơi bấm giúp thầy xem mi bằng bao nhiêu em có hết đây này X, I, Z em đều tìm được rồi em thay vào đây cho thầy Em bấm giúp thầy MI bao nhiêu, đúng không? Sau đó khi tìm được MI có nào hát đây là 0,11 em nhân với 40 này. Thằng T là đầu bài cho em là 6,88 này. Đấy vậy em ra được cho thầy Z thôi. Nhá. Y là bằng bao nhiêu? MI cơ mà. À em ra được MZ luôn đúng không? MZ là bằng 9,66 à? Quên các em. Đây. 9,66 g. MI thì các bạn tìm ra được bằng 12,14 g. Cảm ơn các em. Đấy em hiểu bản chất thôi. Bây giờ thì chắc là đều những bạn học tốt rồi, đó thầy sẽ chữa nhanh hơn nữa nhé. Đấy, sau đó thì xong rồi. Có số môn rồi này, đấy, có tổng khối lượng thì em ra được cho thầy là cái hệ phương trình thôi. À, cái phương trình ta có sẽ có là r1 em nhẩm được luôn, trên này luôn em không cần phải nhân nữa. Thầy ta sẽ có là thôi được thầy viết rồi nhá, r1 cộng với 67 đúng không? Đây là 67 này, nhân với 0,03 cộng với lại r2 cộng với chỗ này là 134 nhân với 0,05 thì bằng 9,66. Các bạn ra cho thầy phương trình tối giản nhất đi. À, em nhân cho thầy với tất cả với 100 đi cho nó dễ. 100 thì chỗ này là 3,5, 3R1 cộng với lại 5R2 đúng không? Cách làm như thế thôi. Bằng à, nhân 100 đi. thằng này 966 trừ đi 134 nhân với 5 trừ đi 67 nhân với 3 để em ra được đuôi đây là bao nhiêu? Thì nhanh, nhanh lên bấm cho thầy cái Không bao nhiêu Ô Thanh Bình Thầy biết rồi các em biện luận thầy biết Các em biện luận R1, R2 lúc đấy ấy. R1 em có thể là lớn hơn bằng 1 Đúng không? Có thể hydro gốc muối à, R2 thì có thể là lớn bằng 0 Có thể có thể bằng 0 được Nhảy Nhá Ô, Bấm đi 299 trí tài ok 299 nhá thì em biện luận cho thầy cuối cùng em thấy là phù hợp này. À, với cái điều kiện này ta có R1 như các bạn tính ấy nó chính bằng là 29, nó chính là gốc C2H5 đúng không? Ok. R25 như thế này thì nó sẽ hay hơn là cái việc là em ghép, em ghép thì em nhiều khi em sẽ ghép sai. nhá. Là 28 à? 28 thì nó chính là C2H4. Ok chưa? Vậy là cuối cùng là ta chốt cho thầy là thằng Z của chúng ta ở đây ấy nó chính là thằng nào đây? C2H5COONA và C2H4COONA tất cả hai lần. Xong, bài nó hỏi cái gì ạ? bài nó hỏi là phần trăm khối lượng của thằng muối có khối lượng nhỏ hơn trong Z. Nhỏ hơn thì anh này thôi. Đúng không? Ta sẽ có số mol thằng này là 0,03 m của Z là 9,66 vậy ta sẽ có m lớn của thằng này là bao nhiêu bấm cho thầy cái thằng này là 90 mấy nhỉ? 96. Phần trăm khối lượng C2H5COONA chính bằng 0,03 em nhân với 96 trên 9,66 trên 100. Được chưa? Ở lớp VIP hình dung ra chưa? Mấy đứa lớp VIP. À 227 à? 227. Ok, cảm ơn các em. Sorry. 227. Được chưa? Ừ, rồi. Ra được cho thầy bằng bao nhiêu? 49,69. Rồi, 49,69%. Ok, rồi. Cảm ơn mấy đứa nhá. Ờ rồi, rồi 227 thầy thầy sửa rồi. 227 hay 229 đây? Ôi trời ơi. Cái bấm này có cái gì đâu? Rồi, cảm ơn mấy đứa nhá. Ngày hôm nay thầy đã cố gắng hết mình với mục tiêu tinh thần của lớp VIP như là đã, đã hứa từ khi khai giảng. Thực ra từ khi khai giảng cái lớp này, lớp VIP của chúng ta đấy thì rất là mong những cái bạn nào khi mà thấy livestream người page thầy đã dạy free cho các em rồi chúng ta hãy trân trọng nhau một chút và hãy comment lịch sự nhé những cái bất kỳ những comment nào mà gây ảnh hưởng đến quá trình livestream và đặc biệt ảnh hưởng đến tâm hồn trong sáng của các bạn lớp vip ấy và block được chưa nào cảm ơn mấy đứa rất nhiều ngày hôm nay thầy cũng tương đối là mệt cực kỳ mệt rồi thầy xin phép đi được nghỉ nghỉ sớm ngày mai trong lớp vip chúng ta sẽ tiếp tục với buổi livestream vận dụng cao cuối cùng về vận dụng cao mà gặp trực tiếp nhau ấy đúng không ạ bài toán chất cử tác dụng môi trường h cộng n 3 trừ nhá uh, ok uh, rồi ô nhầm à từ từ thế thì nhầm ở đâu đây x bằng không phải không nhầm à thế thầy nhầm từ đây à kiểm kiểm tra lại cái x x bằng bao nhiêu? x bằng uh, trừ đi nhá. x bằng bị uh, nhầm chỗ này phải sửa lại cái không thì sai này. Uh, bạn nào vừa comment đây uh, Từ từ tương đừng, đừng ngủ vội vội, uh, đừng ngủ vội xuống ơi thanh thiên hơn năm mươi ba mốt thầy ơi à. xuống xuống kiểm tra lại cho thầy xem không phẩy không hay không phẩy không ba. x bằng bao nhiêu? chỗ này là trừ đi thôi mà, trừ đi cái thì y của chúng ta ở đây là không phẩy mười một là không phải không ba chứ nhỉ chỗ này bạn nào mà cho thầy là không phải không năm đây đây là không phải ba chứ ít mà không bốn đúng rồi đây là không phải không năm chứ ô oh, trời, trời trời ờ, không phải năm mà đây không phải không năm chứ phải check lại cho thầy cẩn thận cái đây là không phải không ba này mới nữa, chỗ này là ba này không phải không ba thì đây là gì ạ năm r một à cộng với lại ba r hai

Ôi, sao lại Đức Nam ơi 50 phải 31, phải là 4969 chứ? Rồi ok nhá. Tạm biệt mấy đứa.